Cái nước trà kìa, có cần lấy cái đó ra không? Không, cho hòa nó thấm đi. Còn nóng không? Nóng, nó thấm rồi. Thấm rồi bỏ ra nè. Thôi từ 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 từ, em muốn nó thấm thêm xíu nữa. Nó thấm nữa hả, đèn á? Không đèn đâu. Smile. Nên là tại cái ly nó ghi chữ smile bên đằng sau nha. Ờ, chứ không phải mình tự, chứ mình phải tự smile. Nói à. Chứ không phải mình tự nói. Ừ. Trời ơi, có người livestream hát kìa. Ủa, bữa nay mình livestream làm gì vậy? Mình nói chứ mình không có hát. Em còn hơi nữa đâu mà hát. Wow. Ồ, sao này không bao giờ thấy vậy ta? Nó không pop lên. Ờ, à, không biết lý do tại sao mà nó không có notification luôn á nha. Ủa sao cái này không được vậy ta? Chắc không có mạng ở dưới đây, không? Có mạng mà. CPay ở dưới kìa, ấn vô. Đó, tại nó không biết đó, ấn thôi. Trời sao mày khôn như Thái? Trời ơi, em lớn ở Mỹ mà. Không có nhiều đứa lớn người đâu có thông minh như mày đâu. Ủa vậy hả? Vậy là mày là thuộc dạng là người thông minh đó Thái. Không, em là thuộc dạng tiếp người là nhanh nhẹn. Cái đầu óc nó nhảy số giống như là... Chứ là mày cũng phải khôn nữa. Ờ thì biết. Chứ nhiều đứa mà nó ngu rồi thì nó nhảy cái mấy. Cái đó em biết, vô. Em chỉ cần anh khen em thôi chứ chuyện khôn là em biết em khôn. Ờ nhưng mà nhà má có hay khen không? À, không, má không có khen. Chắc nhiều lúc có sợ. Má chỉ tự hào thôi. Ô trời ơi, có người từ Orlando kìa. Hello Palai. Palai Tu. Hello Cecilia. Hôm nay là mỗi thứ tư là lên đây Hùng sẽ tặng quà nữa nè. Mà mừng quá, hôm nay vô tình có ăn Lan nó ghé về Chicago nên bây giờ lên làm livestream chung luôn. Vậy là hôm nay mình sống cũng sướng hả Thái hả? Hôm đâu có làm gì đâu, đâu ra khỏi nhà đâu. Ừ, giống như cuộc sống về hưu vậy đó. Y chang như về hưu luôn á, không có ra khỏi nhà luôn. Hình như là ngủ bao nhiêu trận ta? Ngủ lê lết từ sáng lết tới chiều luôn. Vậy là ăn, đi lên là ăn, ăn xong lại ngủ. Hôm nay ăn và đã gì còn được ăn cái mắm ruốc kho ba rọi nữa. Đau lắm rồi em mới dám ăn thịt heo. Ủa mày đạo hồi hả? Không, tại em đạo chim. Đạo chim. Là ăn gà thôi. Chứ không được ăn mấy con khác hả? Không, tại vì gà là thịt nó lean hơn, nó sạch hơn, nó không có mỡ. Em đợi này chứ kia mà ăn cái nó ướt đó nha. Hey, hôm nay mọi người đi làm nail có ok không mọi người? À, chắc nó vẫn ế đều đúng không? Tại vì sao thấy ai cũng nói bị ế hết trơn, ta làm như là cái tháng này là cái tháng ế hay gì á. Những ngày xe lạnh đầu tiên ai cũng giác như là rút về muốn làm biến không muốn ra đường. Ờ. Nhưng mà thật ra là một sự nhiều người cũng chưa lấy đồ mùa đông ra nữa nên họ cũng đâu đủ ấm đâu thì cũng khổ ha. Một năm tôi kệ, mình cố gắng lên, một năm nó chỉ có 6 tháng ế chứ nhiều, còn 6 tháng kia nó bình thường, vậy là tháng nào đắt mùa lễ thì sao có mùa ế ra qua mùa đắt. Mà đắt nó đâu có 1 tuần 2 tuần hà rồi tiếp tục lễ. Làm như mọi người ơi, là liên quan tới bầu cử hay gì á. Hello Úc Lé. Trời, Úc Lé xem từ Florida kìa. Chết chặt, Úc Lé chứ ai Úc Lé. Úc Lé chứ đâu phải là Úc Lé đó đúng không? Trời ơi, tự nhiên gọi tao Úc Lé. Tao cũng lẹ quá. Đó, thấy chưa, lanh trí quá. Nó cũng tài lanh tài lẹt chứ đâu mà nghệ. Chà đâu có nghệ. Nó có thuốc bắc. Chứ nó có cái bông gì đó. Bông gì là tiếng Việt thì là oval công anh, nghe tên thì rất là sang, nhưng mà thật ra là cái bông đó là bông cúc lan đó. Bông cúc mà mọc ở đầy đường đó. Florida không có mùa đông mà vẫn ế hả Úc? Trời ơi, tội nghiệp Florida quá. Nhưng mà Florida bị bão, bây giờ chắc người ta vô người ta còn đang sửa nhà sửa cửa mà. Trời ơi, đây là công việc thông cục. Sửa nhà xong rồi vô sửa mắm. Thì nó cào khó quá mà. Không sửa mắm mà sửa nhà xong đi vô làm full set. Thì đó. Tại nó gãy hết rồi. Thì đúng là nail năm nay nó tai ương thiệt ha. Nó thấy nó bị hơi ế á. Thôi chắc năm sau mình làm lại từ đầu.
đúng không? Sao năm nào cũng làm lại vậy? Cái đầu năm làm, cuối năm hứa là làm lại từ đầu, cương vị hoài. Ok, Thái, em chỉ cần có cái này nè. Ủa? Ủa, thì ra là nãy giờ mình có cái khách order hả? Ok, trong này á là mình dùng cái áo pretty random này. Chút nữa bấm bấm trúng số á, thì Thái chỉ cần chọn cái này thôi là nó sẽ ok ha. Mọi người ơi, hôm nay ai còn chưa biết Hùng đang làm cái gì đó. Anh tư vấn cho em set sơn sao nha. Hôm nay Hùng sẽ tặng quà miễn phí. Ồ, tư vấn gì có? Lan tư vấn đi Lan. Đây nè, cầm lên coi. Tư vấn cho Mùn Lê. Mùn Lê. Mùn Lê. Đẹp như Lan. Cái set màu này đúng là đẹp như Lan thiệt. 288 màu. Hàng đầu tiên á, thì nó có là kim tuyến bé, rồi sau đó nó có kim tuyến holiday là một line, rồi sau đó là hai hàng nude, nó từ từ nó chuyển qua thành xuân, xuân rồi sau đó nó chuyển qua hè, hè nó chuyển qua thu, rồi nó chuyển qua đông, cho nên là đầy đủ màu trong này. 288 màu này á là chỉ có là 1250 thôi, mà còn được tặng tiền mua quà của công ty Nail X, cho luôn là một set Nail X có 15 hộp móng, 5 dáng, mỗi dáng là 3 kích cỡ. Ví dụ như là nó có dán square, nó có dán stellado. Cái này xài cũng được lắm, ngon lắm, nó cứng đó Thái. Mày thử coi. Nó rất là cứng và nó là của gel. Ôi rớt luôn. Đây này, lấy cái mới này nè. Đây. Thôi được rồi, lắm rồi. Thôi khỏi. Lắm được rồi, lắm rồi. Lắm được rồi. Mọi người nào mà còn chưa có ghi danh để tặng quà đó thì trong cái link của Hùng của mấy đợt trước, ủa có link đâu, Long comment vô cái link giùm anh cái Long, thì trong cái comment đó quý vị nó có cái link. Sao gãy được, là được ngon, sao gãy được, gãy đó trừ phi chảy máu ngón tay luôn á, chứ đâu phải dễ gãy đâu. Cái link đó mọi người chỉ cần ấn vô trong cái link đó, điền những cái thông tin nó rất là căn bản, tên với lại địa chỉ thôi. Rồi lúc đó thì Hùng có được cái địa chỉ đó, rồi Hùng sẽ gửi về tặng quà cho cả nhà. Thì tặng quà là khoảng chừng rất là sang nha. Thì khoảng chừng $70 đó, một cái hộp móng này, rồi sau đó tặng luôn cả một cái chai glue. Cái glue này nó là một ao rất là to. Thì cái này nó gọi là extension glue, là nó có vừa trộn gel và trộn keo trong này cho nó rất là chắc. Rồi sau đó thì mình gắn cái móng lên, mình quét cái này lên. Rồi sau đó mình check keo vô đây, mình ụp nó lại rồi mình nướng. Vậy là xong, vũa sơ hai bên hông. Trời rất là bự, nó vuông không? Đó, nó bự. Đó rất là vuông. Đó Trần Phi Long comment cái form đó. Thì nó có cái form đó, là mọi người chỉ cần ấn vô trong cái form của Trần Phi Long comment đó, thì nó sẽ có được cái link để mọi người bỏ lên trên đó. Còn cái màu gel á của Moon á, Moon cũng hình như là nó phải tên Moon, tên Mơn. Mơn. Thì nó như thế này là Mơn, rất là đẹp nha Mơn, rất là dễ sơn, có màu sơn gel và màu sơn thường một cặp, rất là ok, xài cái này được lắm á. Thì là 1250 nha Mơn. Mơn chút nữa Mơn, như Mơn nhắn cho mình cái đè đó nó gãy. Mày mập lắm mà, mày bự lắm mà. Em đô, anh nói. Thì mày có nhiều thịt. Nhưng mà mày không có nhiều bao nhiêu pound? 160 pound, 170 pound. 155. Ủa vậy hả? Ủa sao thấy mày bự lắm mà? Còn sao có 155 vậy? Nhưng mà em liên. 150 mấy là bao nhiêu ký ta? Là 70, được 7 mấy. Chưa được tạ hả? 7 mấy chưa. Chưa được tạ. Ok, bây giờ mình chơi quay số trước tiên đi, vừa vô chơi quay số chưa liền đây mọi người, để cho mọi người được có cái sung sướng cái này. Đó. Trời, hello Trish. Trish Ken là my two favorite people. Quay xong tặng quà hả? Hay sao? Ủa vậy là people là hai đứa đó hả? Hay là em luôn, là hai đứa mình đó. Là hai đứa hay là hai con người chứ là people hả? Hello my two favorite people. Rồi bây giờ đó thì trước khi á là Hùng quay số thì Hùng refresh cái link trước nghe, để mọi người có thể ai chưa có điền đơn á thì có thể điền vào trong cái này của Hùng nha. Thôi cho người ta thêm mấy phút nữa đi, tại giờ mới nói nữa. Lâu đây cũng có những người cũ mà. Thì người nào chưa điền thì cứ điền thôi. Đúng rồi, ai điền rồi thì khỏi cần điền nữa. Rồi hiện tại bây giờ là mình sẽ chơi quay số liền tại chỗ để cho nó được sung sung cái coi. Ủa, đó thì đúng có người mới vừa nhảy vô đó.
Trí Bùi, Tia Nail. Rồi, ok. Đây, rồi thấy chứ Lan đang chọt cái đi coi Lan. Chọt nha. 1, 2, 3. Ba. Đó, nó nhảy rồi đó. Rồi để coi người nào sẽ được là người đó, người nào trúng nha. Người đầu tiên. Hôm nay đó thì... 8, phải đọc là 86. Số 86 là người 86 là người đó là trúng là người nào đây ta? Để em nói tên cho. Ok, ok. Bộ nói mày muốn mày được may mắn hay gì? Mày muốn cho ai may mắn đâu đây là 86 rồi đây. Rồi tên gì? Hằng Nguyễn ở Chicago. Ủa Hằng này được trúng rồi mà. Hằng này đã từng trúng rồi mà giờ trúng nữa hả trời? Sao số người ta hên. À sao có số gì mà hên chứ trời. Trời đất ơi. Ờ nó cứ ghi ngày người ta bỏ vô luôn. Ừ. Đó, thì giờ mình cứ mình cứ việc bây giờ mình khỏi cần so như vậy đi. Cứ bấm thôi bấm nữa đi. Bấm nữa cái nữa. Rồi bấm cái nữa số mấy? Bột nhúng có không ạ? À? Mơn ơi, 327. 327 rồi viết xuống 327. Rồi chút nữa không gửi cho. 327. Trong cái like này đó, Mơn thì không có bột nhúng. Bột nhúng là có những thương hiệu khác. Thì bây giờ chút nữa nhờ Mơn cứ nhắn tin cho Hùng đi. Rồi Hùng sẽ chụp hình Hùng gửi qua cho Mơn nha. Mà sao gái tên Mơn nghe thấy hay hả? Mơn hay là Mơn Mẫn? Mơn Mẫn Lê. Môn. Thằng trái môn á. Cũ phải môn á hả? Ừ, môn. Môn hay là Mơn, chắc Mơn chứ sao môn. Rồi đề nghị môn bỏ dấu vô cái tên của mình cho mà cho anh Hùng biết. Có thể là Lê Mơn Mẫn. Lê. Còn thiếu chữ lót nữa. Tên Mẫn. Mẫn. À, Lê Mơn Mẫn á. Yeah. Cái tên đẹp mà. Môn. Vậy hỏi chừng không chừng là Hùng tư vấn gì thôi chứ đổi tên luôn đi, lấy cái tên Lê Mơn Mẫn được á. Mơn Mẫn. À, em... tên đẹp mà. Mơn Mẫn có nghĩa là lúc nào cũng được sẵn vô là ủa Mơn Mẫn có đi làm chưa? Mơn Mẫn ra chưa? Mơn Mẫn làm về chưa? Lê Thị Môn. Ồ, Lê Thị Môn không, cái đó là gì? Tên là gì? Vi Khai hả? Đợi xíu một để cho đính chính chủ đó, đích thân nha. Chắc là tên lên Mơn Mẫn á, Mơn Mẫn nghe tên đẹp muốn chết luôn à. Mơn Mẫn á. Hôm nay đó Hùng có rất là nhiều feedback, nhiều người không Liên không có trúng. Trúng thưởng những cuối bé bụng. Nhân cười bởi bụng. Trời đất ơi thiệt á. Vậy thôi Liên không có trúng thì Liên mua đi Liên. Liên mua cái này cũng có 32 đồng thôi. Free shipping luôn là nguyên hộp với lại cái này. Thì hôm rày là mấy tuần nay rồi. Tuần này là tuần thứ 5, tuần thứ 6 rồi. Hùng chơi cái trò quay số trúng thưởng này đó. Thì có rất là nhiều người trúng thưởng và xài thử cái sản phẩm họ rất là thích. Thì cũng nhờ ở cái điểm đó mà người ta có cái dịp thử được cái chai nước sơn này nè. Rồi họ mua luôn là cái set màu sơn này là 1250. Thì thật sự là nhiều lúc á, mình quảng cáo mà bằng online như thế này thì nhiều người ta cũng không có thấy được bằng mắt á. Cái gì 1250? Ngày 250 là nguyên cái like này luôn đó. Mà còn cho tiền quà khoảng 600 đô nó bỏ rẻ ồn. 288 màu luôn. Ừ. Bỏ rẻ mà. Anh tưởng anh nói lộn, ok. Đâu có rẻ quá trời luôn á. Ừ. Mà xài đã nữa, sơn sướng nữa. Thì tính ra có 4 đồng. Đúng rồi, mà còn được tặng quà. Thì nếu mà tặng quà cộng vô nữa thì cái tính ra quà. Còn có 2-3 đồng gì á. Một cặp rất là ngon và rất là thích. Trời ơi, có đại Onishi. Onishi ơi, nên mua cái like này nè, Onishi. Ngàn 250 có 288 màu, cực kỳ xuất sắc. Nước sơn treo và nước sơn thường nó không có bột nhúng. Hôm nay là tình cờ có anh Lan ở đây rồi sau đó là ngày mai anh Lan nó sẽ đi về. Rồi Lan đi quản lý tiệm nail lại hả? Hay là quản lý cái chùa? Đi về hưu. Về hưu luôn hả? Đi về hưu. Ờ, nhưng mà Lan có ngồi xuống làm nail không? Thỉnh thoảng. Khách đông rồi mình muốn xuống mình ngồi xuống làm. Ừ. Vậy hả? Mà hiếm lắm. Mà làm như vậy rồi có làm móng nghệ thuật được không? Có làm mà kiểu như design quần quại được không? Làm mà cái loại 200 đô, 200-300 đô một móng á. Ở bên đó không có ai làm quần quại. Không, để dành cho thợ làm chứ mình giúp mình phụ mà còn dành ngon nữa. Thì đó cũng kỳ đúng không? Ừ, mình biết điều chứ.
biết điều rất là quan trọng đó. Đúng. Sự biết điều rất là quan trọng trong tiệm nail. Giống như giờ mình xuống phụ đi, có con fill với con full set 150. Dĩ nhiên phải đợi 150 cho cái thợ làm chứ, còn cái fill nhỏ nhỏ mình làm. Nhưng mà làm full set thì mình làm nó theo ý mình hơn. Ừ. Mình vũ nó đẹp hơn. Phụ thôi mà. À. Phụ ra phụ. Có, rồi không, nếu mà mình làm thời buổi này đó mà đi phỏng vấn thợ đi vô đâu cần hỏi tay nghề đúng không? Câu đầu tiên hỏi là ồ em có biết điều hay không? Tay nghề thì nói gì nữa, vô làm một con là biết liền à. Ừ. Mà khỏi xạo. À khỏi xạo đúng rồi đó. Tay nghề thời buổi này là không có xạo được, chỉ cần cầm cái chai nước sơn thôi là thấy cái tướng đi dảnh dảnh là biết rồi. Là biết làm hay không liền. Trời ơi Trích chưa về mà chút là safe travel tomorrow kìa. Trời ơi hello Cindy Nhạn. Rất là may mắn, lâu lắm rồi mới thấy Cindy ghé phòng của Hùng. Mới thấy đó. Chính xác, biết điều là quan trọng nhất, đúng rồi đó. Bây giờ chúng ta bàn về cái sự biết điều trong tiệm nail đi. Mình nên nói rõ về vấn đề này đi. Biết điều là cũng phải có đôi bên, ba bên chứ. Con khách nó cũng phải biết điều nữa chứ, con khách nó cà chớn thì ai biết điều nổi. Khách thì là bà không tính nó được. Tại vì nó thuộc dạng là vô xài tiền. Nhưng mà xài tiền nhưng mà nó không có chừng tiền tip thì mình cũng đâu có ưa, phải có tiền tip với chúng đó nữa. Cái tiền tip có hay không là do cái sự biết điều của mình đó. Ồ, nhưng ngày hôm qua giống như ngày hôm qua mình đi ăn đúng không? Ừ. Thì hôm qua mình đi ăn á, bây giờ đó mới phát hiện ra lúc mà trả tiền á, ừ, nó đâu có đòi là tiền tip mà 10% 15% nữa, ít nhất là 18% rồi. Đúng rồi. 18% rồi nhảy lên là 20% rồi 25%. Lục bức thành văn rồi, hồi xưa nó còn để là 10, 15, 20. Đúng rồi, nó còn có nhiều chỗ nó bỏ luôn. Bỏ luôn. Giờ là thành 18, 20, 25. Là sự bắt buộc luôn rồi đó. Bắt buộc luôn. Rồi, mà mấy cái fast food nó cũng đời nghe. Fast food là cái đó là optional. Nó cũng kêu cho tiền tip. Nhưng mà mình ấn không thì nó cũng không có nói gì. Nhưng mà ngồi xuống ăn á là nó kêu ngược trở vô đó nếu mình không cho. Ví dụ chửi hả? Ừ. Có hả? Nó kêu ngược trở vô, tại sao không cho tiền vậy thôi. Ok vậy? Ừ. Có bị qua luôn rồi hả? Không phải, ý là như vậy đó. Em có bạn làm nhà hàng mà. Ờ, bớt. Nó nói thẳng mà, nó không có tiền thì đừng ra nhà hàng ngồi ăn. Ủa, tí hỏi là hai cái áo đâu rồi? Thì hai cái áo mặc rồi cũng phải cởi ra chứ. Không để vô mặc hoài sao được. Ủa sao? Sao mình không kêu mặc áo mới? À, khoe cũ xong rồi. Mặc hai cái polo nó giờ bay ra biến ra hai cái áo vô. Hai cái mặt cái luôn cái hiệu cái màu trái đất đúng không? Màu trái đất nhưng mà có hai cái vàng vàng ở trên đó. Nó là y chang trái đất luôn vậy. Bởi vì làm nail thì khách nó cũng phải biết điều, mà khách biết điều á thì thợ mình được vui, mà thợ phải biết điều trước, rồi khách là cái chuyện mà họ muốn biết điều thì biết điều, còn họ không biết điều thì cái đó chuyện mình tính sao. Nhưng mà thợ thì theo cái độ không biết điều, biết điều ở đây nó có từ là hơi không biết điều cho tới là mắc dạy. Thì từ nào nó còn không biết điều thôi á thì ok, còn xí xóa được tại nó mang tiền tới cho mình mà. Còn chừng nào nó mắc dạy á, đó thì bắt đầu là khác đuổi đi luôn, là mình cho tiền làm luôn, khỏi cần tiền mày luôn, có nghĩa là cho luôn. Cái đó là ngu chứ. Cái đó là ngu chứ đâu phải trả thù. Nhưng mà thà lâu lâu ngu bữa cũng được, nếu mà nó đã tới cái nước mắc dạy. Thì tại vì bữa nay nó mắc dạy thì bữa sau nó cũng mắc dạy nữa, mà nó còn nhan tới bạn nó mắc dạy, má nó mắc dạy, con nó mắc một đàn suối một đá mắc dạy, sống nổi mà nó hùa. Một con mắc giống như là một con sâu làm rầu nồi canh nguyên đám cái tiệm, làm rầu cái tiệm, một con mắc dạy mà thành ra 3-4 con khác còn lại đang ngồi nó mắc dạy nó hùa theo. Thành ra cái không khí tiệm là nguyên cái đó tự nhiên nó thành cái không cái tiệm mắc dạy không luôn. Đó, nếu là không khéo là thành ra cái tiệm dễ banh lắm. Thì bởi làm bây giờ là cái gì cũng biết điều là phải trên hết, mà nhiều lúc á biết điều á có nhiều chủ người ta biết điều, có nhiều chủ không biết điều, nhiều chủ rất là lạ. Cũng khó lắm. Bây giờ thí dụ như bây giờ nói vấn đề supply đi, rõ ràng là mình biết có nhiều cái hiệu mà dễ sơn dễ xài mà chủ đâu có chịu mua đâu, thì cái việc đó thì nó như thế nào? Ồ, mỗi khi mà em đi supply mà em đi bán hàng á, thì có bao giờ gặp mấy cái trường hợp như là thợ rất là muốn mua mà gọi hỏi ý kiến chủ không? Quá trời luôn. Không, em thấy thường thường là chủ phải hỏi ý kiến thợ không à? Không, em là thấy chuyên gia vậy đó, giống như làm dòm hỏi ô chị ơi cái line này đi lấy này đi. Ừ. Thường thường là nó thôi không biết về mấy bà thợ chịu sơn được không, chứ bây giờ chị mua về chị chân lên cái tự nhiên nó không thèm lấy cái sample này ra, nó đưa cho khách coi như là không xài luôn, là do thợ có chịu cầm cái cuốn sách đó đưa cho người khách lựa màu không. Tại vì nếu người thợ không thích cái hãng cái line đó đó
họ giục con sách luôn, họ lấy hạng khác. Nhưng mà thợ thì người ta quan tâm là chỉ có lựa những cái line nào mà dễ sơn dễ xài đúng. Nhưng mà người chủ thì họ muốn là mua cái gì đó để cho về thợ người ta dễ làm luôn, để người ta làm neo về già bị cột sống. Thật ra đâu phải chỉ người neo nghề gì lúc đau cột sống mà phải không? Cái đó là do cách ngồi sai. Tại vì làm neo mình nó bình thường mình đã ngồi đã gập như vậy rồi, có nhiều người thật sự mình đâu có ngồi gập dữ gì đâu, mình thấy ai cũng ngồi đục vậy đó. Đục là tại người ta nhìn nó muốn rõ hơn đó, thì đeo cái kiến vô. Tại sao không hạ cái ghế xuống? Lùn quá thì đâu, lùn xuống thì nó xuống thì mình khỏi phải khum xuống vậy. Có nhiều bà bò lên bàn mà vẽ luôn. Dễ vô mà nói gì ghê vậy, dễ vô mà tôi bò lên tới cái bàn dữ hả? Tại vì nó cong vậy nè, cong xuống như nó bò lên luôn. 80% là bị cột sống, đâu có đâu. Làm nghề nào nó cũng bị đau cột sống hết trơn á. Trời ơi, nữa làm nhà băng cũng đau cột sống gì, đứng bán hàng nó cũng đau cột sống gì. Cái cột sống là do cái thời gian của con người. Với mình. Lại mình phải tập thể dục. Tại những cái chỗ đó mình không có tập dục á. Ồ, nếu vậy, không, nếu vậy thì thợ neo á là... Vô chuyên môn. Tại vì nếu mình không có tập thể dục á, thì những cái cơ á, vòng cái bộ xương của mình nó từ trên dưới chỗ nào cũng có xương hết á. Mà để cho cái cục xương lỏng đó, mà nó đứng được lên á, là nhờ toàn bộ cái gì? Cơ. Cơ thì nó bao quanh cái xương đó. Thì nếu mình tập thể dục á, thì cái cơ nó khỏe thì nó nâng được cái xương dễ dàng hơn, thì nó đỡ chịu vô gì? Khớp. Tại vì đau dòng đó đau gì, đau khớp không à, khớp chân, khớp lưng, khớp này khớp kia. Có nhiều bệnh già là cái khớp đầu gối là do gì, không chịu luyện cái cẳng. Ủa chứ chứ không phải chứ không phải là do trẻ đi bộ đi shopping nhiều quá nó đi nhiều tàn đi hơi. đi nhiều tập thể dục nhiều, nhưng mà không phải tập đi không, phải là tập với tạ cho nó nặng để chi, để cái chân nó khỏe, cái cơ nó khỏe thì nó nâng được cả một cái xương mình đứng lên ngồi xuống dễ dàng hơn. Thôi thấy nói gì thì nó hơi lủng củng quá. Theo tao thì tao thấy là bây giờ trong tiệm neo á thì mình ngồi cụp xuống để mà mình làm neo, vậy về tới nhà thì mình nằm ngửa ra đi để cho nó giãn lại, giống như cái bánh tráng. Cái bánh tráng rồi nó cong gì thì bây giờ mình nằm ngửa ra, đúng, thì cái đó gọi là stretch. Mình ngồi vậy không thì nằm tối về mình nằm dưới sàn nhà, không nằm dưới sàn nhà luôn, nằm mà cái kiểu ưỡn lên vậy, lại thẳng trừ ra đó, cong luôn chứ không phải thẳng, vừa giãn luôn, giãn hết cửa kia lại luôn. Thì anh thấy anh khi anh giãn ra tự nhiên anh sẽ thấy ngay cái chỗ cái dưới lưng anh đó nó sẽ ê trong một ê, nó đã nó căng ra. Vậy giờ là tư vấn là hằng đặng được đó rồi, bây giờ là hằng đặng là tối về hằng đặng nằm ngửa ra nghe. Thì tư vấn gì là đúng rồi, ban ngày hằng đặng á là dòm xuống cho nên là cong cái lưng về nhà đó thì phải nằm ngửa ra. Về tới nhà đừng có nấu chén, rửa chén, rửa bát, nấu ăn gì hết trơn, cứ nằm ngửa ra là để cho nó thẳng cái lưng, nằm ngửa ít nhất khoảng chừng 3 tiếng đi. Năm sau đẻ. Đến bậy. Bậy ghê luôn á. Là nó sẽ ok nha Hằng nghe. Chứ về nhà mà còn bắt chui đầu vô nấu ăn, nấu đồ nữa thì nó đau lưng là đúng rồi, chỉ cần nằm ngửa thôi. Là nó sẽ cơ giãn ngược trở ra, chứ làm mà nó công tới công lui chứ nó mệt. Với lại nhiều lúc á, giống như Hùng nè, hồi nãy Hùng ngồi như vậy, cái lo Hùng cũng ngồi ngửa lên vậy nè, thì ngồi ngửa thì cái mặt mình nó hơi chảnh thiệt. Nhưng mà tại vì vấn đề sức khỏe nên mình có quyền chảnh. Ai hỏi chứ ủa sao mà mày chảnh dữ không, tại vấn đề sức khỏe đó, chứ đâu có muốn chảnh đâu. Cho nên là nhiều lúc mình cũng phải nên cao cổ một chút xíu, giống như là người có tiền rồi này nọ đó. Chồng làm hết, đúng rồi, thì bắt cho ông chồng làm, tại vì đằng nào thì ông chồng ông sức lực nó cũng khỏe hơn mình, bởi trên kia ông chồng làm là đúng rồi. Chỉ nói là nằm ngửa đó, không có làm gì nên là chồng làm hết. Là cái vụ đẻ đó hả? Đâu làm cái đó thì nằm ngửa mình cũng phải nhiệt tình chút xíu chứ, không lẽ cho ông chồng làm hoài sao được. Lâu lâu cũng cứ cày hoài vậy hả? Phải nhúng. Thôi, bớt rồi, đứa bậy. Nói hồi tự nhiên đẻ hoài đổ thừa tôi, đủ bất công. Mình cũng phải hợp tác á, trời đất ơi. Cảm như đánh đàn vậy, phải nhịp. À đúng không? Thì ví dụ như vừa vô là mình cũng phải giả bộ như là mình dùng giấy. Nó không muốn đâu, nhưng mà lâu lâu là mình cũng hợp tác. Tôi. Tại vì mà nói chuyện bậy đó, mày mà cũng biết mắc cỡ nữa. Sao không biết mắc cỡ? Thiệt luôn á. What I mean, what I don't do, anyhow chore.
In-house job có nghĩa là không có làm con ở hả Hằng? Vậy là những công việc con ở là Hằng không có làm. Vậy là ngon đó Hằng. Đó, trời ơi vậy là ngon đó. Theo cái đà này á là Hằng cứ giữ y như là cái uy nghi của mình từ nào giờ, cái nếp sống của mình là nào giờ là chánh cha chánh chị của người làm neo đi. Làm về là mình chỉ nằm ngửa thôi, không có làm gì hết trơn á. Cho những người nào người ta hùng đập chai và vui tánh. Ờ à, hôm nay cái mái tóc của mình sao mà nó ngồi dưới thằng Thái chưa tắm ra, không có sấy tóc sấy đồ luôn, không thèm xịt dầu thơm luôn đó. À, để nó thẩm thẩm vậy cho nó không, cái mặt ta nhìn nó hơi bằng bằng thôi, chắc ra đâu có hôi cũng được lắm đó. Bởi vì nói hồi lãng lãng nóng đúng rồi đó xin đi. Trời ơi nói cái vụ đó là thôi là vô mánh của Lan rồi đó. Ủa thôi trở giờ trở lại quay số đi. À, hôm nay không biết là trong phòng có người nào còn nãy số máy tặng người ta chưa kìa. Tặng rồi này. Đọc tên đi. Đọc tên cho người ta biết. À. Nhiều khi người ta cũng đã quên mất cái số của người ta. 327. 327 rồi để tìm coi người nào là 327 nói cho người ta biết chuẩn bị chúng nha. Hà Đặng. Hà Đặng. Hồi nãy Hà kia Hà gì? Ở kia là Hằng. Là Hằng Nguyễn, là Hằng. Này New York. New York. Rồi giờ bấm ngoại ra đi. Ô, cái này ngoại ô New York. Ủa sao mày biết? Tại vì cái thành phố nó lạ quá. Không, nó phải là ngoại ô, cái xóm đó là Upstate New York, nó gần tới Buffalo. Tại khu đó có nhiều dân. Upstate tốt gần Buffalo mà không chịu ngoại ô. Ừ, cái này ngoại dữ lắm chứ không phải là ngoại ô thường đâu. Ngoại dữ lắm luôn đó. Nó gần như là hấp bà tó luôn rồi đó. Nó cũng không đến nổi, chắc là nghĩ là thuộc dạng như nó gần mấy cái miếng rừng rồi thôi. Tại vì nhìn cái town nè, Ronkonkoma. Có nghĩa là cái xóm đó là cái xóm mùi da đỏ đó. Ở trên nó nhiều mùi da đỏ lắm. Mấy người thổ đó nhiều lắm. Rồi bây giờ bấm vô cái nữa đi Thái, để chờ mình refresh cái này nha. Để có ai vô nữa không? Ok rồi bấm đi. Nó màu đỏ là không. Rồi bấm không? Bấm thử nha, good luck người nào sẽ được sắp sửa trúng nghe. Sao làm thinh cho chờ khi làm thinh cái nhà nó yên lặng. 394 394, coi người nào đây ta? 394 394 đâu ta? Lên nữa, mới 400 mấy à? Ờ, ra chưa? Đây, Phương. Phương ở Louisiana. Ở Morgan, Louisiana, có số điện thoại nữa. À, 394. Đây, để làm lại, bấm cái nữa luôn đi Thái. Sẵn em rồi. Không phải phần set cái này coi. Ờ thêm người hả? Ừ. Cũng phải set theo cái số mà đang có đúng không? Ừ. 475. Đây. Rồi, bấm đi Lan ơi. Rồi xin good luck cả nhà. Để dạ. Coi ai trúng đây. Số mấy? Con mấy gì ra? Tắt trò, số đó số hơn dễ sợ luôn đó. Cờ ra mà con mấy số 88 gì? Thủy Vũ. Thủy ơi Thủy, cái này đáng lý anh phải học ở Maryland. Anh phải học loto ra này, anh hát loto xong rồi anh mới kêu số hay hơn. Ồ vậy hả? Bây giờ 88 mày thử coi. Để rồi ấn vô Google con số 8 đã ra bài gì. Không cần chứ mày... hát hồi sao không đúng bài, nó không có số. No, mày chỉ cần vô cái loto book á, là số 88 thì có cái bài gì là hát theo cái bài đó. Có loto book nữa hả? Có. Mình nói tiếng Việt, mình bấm tiếng Việt á là những bài hát loto. Rồi có rồi, số 8. Số 8 bài gì? Còn đâu đây tiếng gió ngựa phi, mà ngỡ con tàu vô sông bờ xa. Nỉ non sao tiếng phạn kêu chiều, buồn xuôi vô phương Nam theo bạc theo thủy triều. Dẫu trải qua thăng trầm dòng tổ, qua bao cuồng bể dâu, mãi dâng cho đời bài tình ca. Con số 3 Nam, con số 5 88. Đã Nam thì nó phải là số 5 chứ. Nam là 8. Nam chứ không phải 5. Chừng nào nó là cái phần. Nhưng mà Nam nó cũng vô 8 nghe, nữa. Vô sống vô cho nội. Tự nhiên Nam là nó đi e gì còn 8 nữa lên kia bà. Nhưng mà nó cùng cái dần là được rồi. Đâu có cần cái dấu đâu. Tao không nghe nó vô cái dần chứ tự nhiên. Đất ở phường Nam còn số 8. Hai cái gì kìa. Ở đất phường Nam thì nó còn số 5. Chứ sao ra số 8 nữa. Mình lên tặng quà chứ đâu phải mình lên mình chảy dọn đâu. Không phải, nhưng mà hát gì là hát không có đúng điệu.
có phải là chọn khác bài đi chứ, cái bài đó với lại cái bài đó dài quá, trời ơi hát cái kiểu đó sao mà biết khi nào mà người ta mới trúng được. Có bài khác lựa chọn khác không, để mở vô tiếng cho có dấu đàng hoàng chứ không đưa cho... Nếu mà ra con số 8 thì có cái bài gì ta đó, thấy chưa, lô tô gì mà nghe không có thấy số 8 vậy, chờ thấy chưa, bé đẹp nói kìa nghe không có dấu, nó phải đúng chứ. Từ từ mọi người ơi, hôm nay đó thì Hùng từ bắt đầu mà tặng quà chơi như thế này đó để cho cả nhà thử sản phẩm đó, thì có rất là nhiều người thích cái sản phẩm này. Cả nhà có thể chạy ra shop live để mà tìm mua nghe. Cái thương hiệu này là thương hiệu 21 Sweet. Thì 21 có nhiều thương hiệu, mọi người ráng để ý là 21 Sweet. Và ở ngoài shop live thì Hùng không biết là họ tặng quà kiểu nào, nhưng mà những cái món úp này đó thì cái công ty 21 Sweet là họ không có bán, họ làm ra để tặng thôi. Cho nên là đây cũng là một cái dịp rất là tốt cho các tiệm nail mình làm móng úp. Bây giờ mình không cần tốn tiền mua nữa, chỉ cần lấy đồ tặng xài là ngon lắm rồi. Và đồng thời cái chai extension glue này nó rất là tốt, nó giống như 4-in-1 vậy đó. Mình vừa làm móng úp, mình có thể làm gel base cho gel manicure rất là cứng, và có thể làm xài builder gel luôn. Rồi nếu không thì mấy cái móng nào, mấy cái móng nào mà ví dụ như là mình tháo bột ra mà tay của người ta bị mềm quá, mỏng mỏng quá thì mình dùng cái này nó rất là tốt, nó rất là cứng nghe. Quét lên mà đâu có đèn đâu mà mày hơ. Quét thử coi làm sao. Tại anh nói. Rồi quét đi. Được. Rất là dày. Nó được. Có chất keo được lắm hả? Được chứ, thôi mày vô đây mày kêu mọi người mua đi. Được là cây cỏ. Quá được luôn. Đó. Còn chất keo thì khỏi nói rồi, dẻo. Nha. Yeah. Rồi muốn lấy cái bóng ụp vô không? Đây mày lấy thử cái bóng ụp vô rồi sau mày ngồi mày thổi coi nó có dính không? Hay quá, cực đàn. Nhưng mà bóng thử cho coi. Anh phải đo đi, đo bên này trước đi. Không, tao nghĩ cái bóng mày nó cũng rất là chung chung thì bóng mày chắc cũng đây nè. Này nhỏ quá, tao không thấy được. Còn hai bên mé đó, nhỏ quá. Lên... Không, chắc được, làm sao thử số rồi mà. Hai số nữa. Khuya rồi tao không có thấy được. Tao giống như là con gà vậy đó, bây giờ tao không có thấy được. Đây nè đó. Thì mọi người có thể ra shop live mua nha mọi người, còn nếu không á thì mọi người có thể comment vô trong cái livestream của Hùng á, thì mua bao nhiêu thì được tặng vậy. Mua một chai này tặng cái hộp, cứ mua một chai glue được tặng cái hộp. Còn nếu không á thì Yến chỉ cần mua cái like gel á, màu gel và màu sơn thường 288 màu đó, thì 1250 á thì sẽ được tặng nguyên set luôn là 15 hộp nha Yến. 15 hộp rồi còn tặng luôn mấy cái chai glue nữa. Cái glue này rất là ngon, cái này là một ao rất là bự luôn á. Và cái móng này là móng rất là ngon. Thì móng có nhiều cái hiệu khác nhau á, nhưng mà cái hiệu này á họ làm nó rất là form và rất là natural. Ở phía đầu nó rất là cứng cho nên nó khó gãy dữ lắm. Dán vô là nó dính cứng ngắc hà, rất là khó gãy cho nên rất là ngon. Rồi bây giờ hát lại đi, bây giờ bấm lại cái nữa đi, bấm thêm số mới đi. Rồi phải tìm cái bài cho thiệt hay lẫn hát nghe. Mọi người để coi Lan nó hát lô tô nha mọi người. Đây, rồi bấm không, bấm ta thái bấm để mà coi biết người nào trúng trước. Từ từ em coi, em kiếm ra cái bản mà có bài hát đã rồi. Chưa, tại cho đâu có biết số người nào người ta trúng đâu mà hát. Mày phải bấm cái này. Không ra số. Đây nè, mày phải bấm vô cái này nè. Nhưng mà mình khỏi cho người ta coi đi, để nó bất ngờ cái số chứ, giờ ta biết bà đó rồi. Đúng không? Mình coi cho họ nó cho coi sao. Không, mày hát mà nó trật đường rầy nó càng bất ngờ hơn á. Thà là mày nói người ta trước đi cho người ta chuẩn bị tâm lý. Mày bấm đi, rồi bấm đi. Có gì ôi, lô tô là phải bất ngờ chứ, lô tô mà vẫn bị tâm lý nữa. Người ta phải nghe từng chữ, giống như người ta nghĩ là ôi thằng này nó sắp dừng rồi. Nhưng mà ôi trời, cho nó còn hát nữa, là không phải số đó. Tại vì người ta khôn lắm, ta biết là nó dừng ở số 8, mình ta biết là nó cái vần đó là nó sẽ số đó rồi, hiểu không? Thì mày nói là tao hiểu đó. Mày đâu có ăn gian đâu mà sợ. Ok, vậy giờ ok rồi. Cho mà. Ok, rồi mày thử coi. Tao chứ rồi ok bấm. Rồi cái số mấy đây? Rồi cái số đó đi. Rồi cái số này nghe. Từ để tao báo cho người ta đã. Rồi nói tên đi, rồi đầm hát. Rồi bây giờ lựa bài đây. Trời ơi, hát lô tô mà nó còn bí mật nữa chứ, thiệt luôn á.
Mà lô tô người ta có 2 số và cái này 3 số khó kêu lắm nha. Rồi. Vậy là mình phải nói cái số hàng trăm trước, xong rồi mới hát cái hàng sau thôi. Không cần. Xin chúc mừng Thanh Tăng nghe. Thanh Tăng ở đâu? Ở Colorado. Rồi ha, mày chỉ cần hát thôi là được rồi. Hát cái số cuối thôi. Chứ mày còn 300 hát... đúng không? Rồi. Mà, hát cái con cuối đó. Cái con cuối, lựa cái bài con cuối hát vô. Sao? Nó có bài nhưng mà em không biết bài. Đó, bài đó ta coi coi. Bấm lên ta coi coi. Bài nào? Mấy gì nó gì nè. Ở Mộc Gia để ta coi coi. Có chàng lôi vũ. À, nó giống như tụng kinh vậy đó. Ok, 1, 2, 3. Ở huyện Gia Trang có chàng lôi vũ, đang làm trang chủ hai vợ theo kề. Ủa sao lần đó có hai con vợ như vậy? Về mụ vội trốn đi đâu, tuổi phận làm dâu hai bà than ỏi, là con 57. Sao nó không có dính dáng vậy? Đó thì ấy là 7 đó đúng rồi. Nó đỡ hơn là cái mùng ngang chứ cái số 8 của mày. Nhưng mà cái câu chuyện này giống như tôi nghĩ là cái câu chuyện này là hai bà một ông là thuộc dạng là Táo Quân á. Vậy hả? Chứ ai đâu mà tự nhiên có hai vợ. Gia Trang đúng rồi, đúng rồi. Ủa Táo Quân ở có Gia Trang hả? Lôi Vũ đang làm đâu trang có. Chủ, nhưng hai vợ theo kề. Từ từ, nhưng mà Táo Quân là... Hai chồng. Biết, hoặc hai... Ồ không không, Táo Quân là một bà hai chồng. Ừ, con này là hai vợ. Con này hai vợ, hai vợ là cái gì? Hồi xưa là nó giàu lắm, có hai vợ. Chứ làm gì có hai, hồi xưa có nhiều hơn. Lộc Gia Trang em nghĩ là nó hơi như là Trung Quốc vậy đó, nên là sẽ có thiếp. Gia Trang nào ở Trung Quốc mày? Lộc Gia Trang. Lộc Gia Trang nghĩa là ông đó họ Lộc, nhà ổng, nhà ông Lộc. Lộc Gia Trang. Nhưng Gia là... Trang là căn nhà. Căn nhà. Là dòng họ Lộc đó. Ừ. Nhưng mà ai đâu mà dòng họ Lộc. Mà kêu nghe tới Gia Trang là biết là bên Tàu rồi. Đâu Việt Nam, nghe, Việt Nam mà hồi xưa cũng kêu Gia Trang mà hồi xưa cũng không có. Không. Giàu nó lên Gia Trang hết. Ví dụ nhà máy hóa. Giống như giờ là ai mà kêu ở villa là biết là nhà. Là đúng rồi đó. Mà bây giờ người ta cũng không kêu villa nữa, người ta toàn là gọi là nhà bạc tỷ không à. Ví dụ như xin mời. Ở Việt Nam nhà nào mà không bạc tỷ? Nó mà nó nói số tỷ. Ví dụ như bây giờ Hùng và Lan xin mời cả nhà ghé cái nhà 80 tỷ của ông Lan chơi. Nó kêu vậy đó. Hoặc là ghé qua nhà 75 tỷ của ông Hùng chẳng hạn vậy. À, chứ không kêu qua villa. Không. Ừ. Tại villa nó chung chung quá. Villa giống như khoai cổ quá vậy. Tại vì villa là nhiều cái villa mà nó ở trong mấy rừng thì đâu có nhiều tiền. Ừ. Đúng không? Nhưng mà nhà Sài Gòn thì có mấy rừng. Thì đó, thì chứ đâu có thể là gọi villa, người ta gọi nhà bạc tỷ không hà. Thường thường giờ cũng vậy đó. Tặng Kevin đi hả? Ok, chịu luôn nghe. Rồi, Kevin Nguyễn, gặp Kevin chưa? Lan gặp Kevin chưa? Chưa. Kevin đó, bên Dallas đó. Tuần rồi em được trúng cảm ơn anh Hùng, em nhận được quà rồi. Trời ơi, thank you Benda. Bên Đà thử xài nghe. Nhưng thật ra là cái quà mà Hùng gửi cho bên Đà là cái quà dụ thôi đó bên Đà. Hùng là Hùng muốn bên Đà là mua cái này nè. Tại vì tặng quà nó đâu có lời tiền đâu bên Đà. Bên Đà mua cái này thì bên công ty 21 mới lời. Này là ông đang gọi là thả con tép bắt con tôm. Đâu thả con tép bắt con tôm nói gì thì nó hơi bóng bẩy nữa. Cái này nói thật luôn. Cái nào lỗ cái nào lời. Đó là muốn bên Đà là mua cái này nè. Bên Đà thử cái chai nước sơn. Rồi bên Đà thấy được là cái cọ nó rất là dễ sơn. Rồi cho nên mua cái này đi, có 1250 hà mà còn được tặng thêm 15 hộp móng của thiếp vừa rồi nữa. Cho nên nó rất là ok nghe bên Đà nghe. Còn nếu mà bên Đà mà không có đủ điều kiện, không có tiền á, thì Hùng cho thiếu cũng được. Nhưng mà ai đâu là bán ghi sổ đó đúng không? Nhưng mà ai đâu nợ tiền quê bên Đà. Mua đi. Ủa sao nãy giờ mày không chịu bán này Thái? Ta bán không? Ai mua mà giờ mày bán đi. Để ta coi thử của mày bán sao. Ta coi thử mày bán nè. Bây giờ mày muốn bán, bây giờ trên cái room này có bao nhiêu người đó, mày làm ông mày bán giùm tao, coi thử mày bán coi người ta có mua không Thái. Bán sao? Hai đứa cà rỡ thì giỏi lắm. Nói chuyện trên trời dưới thì giỏi lắm, mà tới khi mà bán hàng rồi cái hai đứa hay bắt cỡ. Tại vì bán hàng mình cũng chỉ nói tới đó thôi, chứ bây giờ làm sao mà mình mắc cỡ tiền bỏ túi có mắc cỡ không? Đâu có nhiều người ta bán hàng giỏi, bán hàng nó phải có một cái duyên. Nhiều người ta bán hàng rất là giỏi.
Trời, tao thấy đó, cho nên online nhiều người bán hột xoàn, em Rolex rồi nọ. Đi về Việt Nam vô chợ Bà Chiểu học một lớp khóa. Khóa bán hàng á hả? Ừ. Ví dụ như làm sao? Là vô làm gọi là thương gì? Nhưng mà mày phải vô chợ Bà Chiểu học, ừ, bán. Rồi nếu mà mày bán ế thì mày sẽ qua là Bà Đanh. Mày chuyển từ Bà Chiểu mày qua Bà Đanh. Là đi chùa luôn. Là Bà Đanh là nó ế đó. Đúng là bán hàng nó phải có cái duyên nữa chứ bộ. Chứ đâu phải có cái hay ho người ta mới mua. Chứ đâu phải tự nhiên là mình muốn bán là bán được đâu. Bởi vậy à, thì cũng khổ ghê á. Ồ, hôm nay mày có đọc tin tức không? Tức gì? Tin tức gì mà của cái thằng tổng tài của công ty Akrabi đó, bây giờ mới bị bắt và phát hiện ra là thằng đó nó có làm cái đường dây gái mại dâm đó. Abercrombie, ừ, and Fitch. Ờ. Ủa? Ừ. Oh my, vậy hả? Ừ. Sao bây giờ cái chiêu đó giờ nó loạn? Ồ, trời ơi, mới coi cái tin tức này mà không biết có thiệt hay không nha, mà tôi nghĩ tin tức là chắc thiệt đó, có vợ chồng Việt Nam làm nail. Ừ. Rồi sau đó thì hai vợ chồng. Ừ. Rồi bà vợ đó quan thì... hệ với thằng khách. Ừ. Xong chồng quay. Rồi tống tiền. Tống tiền thằng rồi khách. Ờ, thiệt, cái đó là thiệt. Là thiệt luôn hả? Sao mày biết? Em cũng gặp rồi. Trong tiệm mày có làm đó luôn không hả? Không không, em thấy rồi. Mày thấy tin tức đó đó hả? Em thấy rồi, thấy trên Facebook á. Ồ, mà không biết cái đó làm sao mà có thể làm được trời. Được, sống được. Tại vì vậy là cái ông đó ông núp ở trong đó chỗ nào đó ông quay lén. Không lén, không có lén nữa. Quay nào luôn. Quay luôn. Nhiều người nó có cái thú tánh lắm. Không, mà giống như là hay là bắt ghen là bắt tài trận cho quay mày, không. Quay mày với kiểu đánh ghen kiểu Việt Nam cái đó. Cái đó đánh ghen mà là đánh ghen á là quay để mang ra trước tòa. Thôi đánh ghen là mày quay để mày quýnh nó. Có quánh đâu đòi tiền. Quýnh cái con tiểu tam. Và thứ nhất á là cái đó là một lần, còn này là nhiều lần. Nhiều người khác nhau. Ồ, có nhiều tập. Nhiều tập. Nhiều tập. Thành ra là rồi đi tắm tiền. Gọi là âm mưu. Vậy là chắc là cái tiệm của cái ông đó có nhiều baby oil lắm luôn á. Ừ. Giống như là cái câu chuyện của Didi. Baby Didi đó. Là cái xài baby oil. Trời, cái lúc đó nếu mà ai mà làm cái ra cái baby oil bán cho thằng đó là ngon tiền lắm luôn á hả? Một ngàn chai mà trong đó. Mình má ơi luôn. Ờ, thì... Rồi dạo này ai cũng đồn lên là có một cái tin tức là nói là P. Daddy bắt cóc Michael Jackson nhốt ở dưới hầm nhà của P. Daddy á, nên Michael Jackson vẫn còn sống. Đồn gì đó. Có rồi. Tại vì cái lúc mà Michael Jackson chết á là cái quan tài là trống lỏng mà không ai thấy mặt của ông đó nằm đâu hết trơn á. Ồ, livestream keep freezing. Ủa sao kỳ vậy trời, chắc là internet mà bên Hùng thấy được mà Trish. Vậy là bên Trish là cái internet nó rẻ tiền đó, đi đổi hãng đi, trả nhiều tiền lên đi. Hay làm sao? Mà thấy nó bị đơ, đâu có thấy đơ gì đâu. Ồ vậy hả? Trish cũng rất là thích shopping ở Akrambi hả? Đó, rồi bây giờ cái ông tổng tài đó, ông làm cái việc đó. Trời ơi, bây giờ sao cái tin tức gì nó xì ra nhiều ghê luôn. Ăn bà hủ đi ra. Ờ, bây giờ này mình lấy hai cái ly bà hủ lên ăn ha. Em lấy cho. Không, không. Cái đó có lông mà. Ở trên còn nhiều tàu hủ mà. Đó, nói nhiều quá rồi, giờ nó ăn tàu hủ rồi cho nó... Đi đó, đây tao lấy ly lạnh cho đúng không? Ngủ mẹ nó rồi. Thank you. Lấy nụ muỗng luôn nha, nha Thái. Chào, hello Kim Nguyễn. Hôm nay đó, bởi vì hôm nay có thằng Thái bay từ New Jersey qua đi cho quay video với Hùng. Rồi hy vọng là trong tương lai có vài cái clip cho nó vui vui chung với nhau. Rồi sẵn luôn tiện lên đây livestream tới cái ngày mà để mà tặng quà thường trực đó, hàng tuần đó thì Hùng cũng tặng. Thì giờ cho Hùng khoe lại với cả nhà nghe. Đây là cái thương hiệu 21 Sweet. 21 Sweet. Thì 21 Sweet đó họ có những cái sản phẩm mới và họ rất là muốn khoe. Dạ, khỏe, dạ, khỏe ạ. À. Rồi giờ Kim có khỏe không? Nếu Kim khỏe để cho Hùng khoe. Thì công ty 21 Sweet á thì họ có một cái line này là 288 màu. Đối với Hùng thấy màu rất là ok. Màu nào cũng có, xuân hạ thu đông gì được hết, và Hùng xài thử cái chai nước sơn họ xài rất là ok. Và cái giá đó chỉ có là 1.250 thôi. Thì tính ra đó bình quân là chắc khoảng chừng 4 đồng một cặp à, nước sơn. Thì nước sơn như vậy
Nó có một chai gel và một chai nước sơn thường rất là match. Đồng thời thì bởi vì thương hiệu của họ muốn đang trong thời kỳ quảng cáo đó, cho nên là họ có tặng đi tặng thêm đồ khoảng chừng 600 tiền sản phẩm, là họ tặng nguyên một cái line móng úp luôn là Nail X. Thì khi mà họ tặng cái line Nail X là mấy cái hộp Nail X như thế này nè, thì nó có là 15 hộp và 5 dáng, mỗi dáng nó có 3 kích cỡ. Rồi họ tặng luôn mấy cái chai extension glue như thế này cho cả nhà có thể xài. Và mấy cái hộp mà móng úp của họ làm đó cực kỳ là tốt. Thì mấy cái hộp này họ không có bán, họ chỉ tặng quà họ cho thôi. Cho nên nếu mà cả nhà trong tương lai chỉ cần mua cái chai keo thì được tặng cái hộp móng như vậy, thì không cần phải tốn tiền để mà mua móng úp nữa. Thì Hùng thấy cũng rất là tiện, rất là tốt. Mà giờ quan tâm thì Hùng và Thái ở đây khoe cái thương hiệu này là một. Với hai nữa là các anh chị nào mà có gần supply cứ ra supply mua. Thì mua supply Hùng không biết là họ có tặng quà hay không. Còn nếu mà các anh chị muốn mua ngay trên livestream thì cứ nhắn tin riêng cho Hùng nha. Rồi Hùng sẽ gửi cái set này về cho cả nhà xài. Rất là ngon. Bây giờ là hai đứa ăn tàu hũ non. Tàu hũ non này nó có trộn nước dừa với lại nước gừng trong này rồi. Ai mà kêu tàu hũ non, nó chỉ là tàu hũ nước dừa thôi. Tàu hũ non là cái loại tàu hũ mà để người ta nấu mà nó rất là mềm. Ủa cái này không phải tàu hũ non. Cái này là tàu hũ non, cái này là tàu hũ nước dừa. Ủa vậy hả? Ừ, tàu hũ non là cái miếng người ta làm sẵn bán rồi, ăn rất là lạc mà nó rất là cái loại. Ủa vậy là cái này nó chưa biến nó thành tàu hũ. Cái loại nó mềm y như vậy luôn. Nhưng mà nó là lạc nó nằm trong kia. Nhưng mà thật ra là đậu hũ này nó đâu có ăn đâu. Nó chỉ có mình bỏ vô miệng là nó chạy vô họng rồi. Là mình nuốt thôi chứ đâu có ăn đâu. Đâu có ăn đâu đúng không? Tại sao người ta gọi là ăn đậu hũ sao không gọi là nuốt đậu hũ? Cái này ngon là gì không? Đường nó bỏ sẵn và dừa nó cũng bỏ sẵn luôn. Nó không có cần đổ chan chan lên. Ăn cũng vui miệng quá ha. Mà không có cần nhai. Lần đầu tiên ăn cái món không cần nhai đó. Ăn mấy khác là mình phải nhai đúng không? Ngon ghê á. Bữa nào khỏe xuống Houston chị mời em đi ăn chỗ khác. Ăn đa cao hoài nó cũng ngán. Đâu ăn đa cao ăn ngon, em thấy ăn cơm gia đình đa cao cũng ngon. Ủa vậy hả? Chị giờ chị muốn mời em đi đâu? Chị nói đi em để mua cái vé bay xuống ăn với chị. Em thích là em thấy Houston có nhiều đồ ăn á. Ăn không có nhai. Nhớ giọng cười sang sảng của em. Cái giọng cười không thể kềm chế được. Cứ khi mà muốn cười là nó cười là như điên vậy cười. Cứ cười kiểu vậy chứ không có kềm chế được. Bởi vậy thiệt ăn cũng ngon ghê á. Rồi Thái, bán hàng đi, anh ăn. Vậy bữa nào tao với mày đi học một khóa bán hàng đi. Ở Mỹ cũng có mà. Phá mọi người. Dạ em nhớ chứ. Chị nhắc nhẹ vậy là em nhớ. Dạ đúng rồi, vậy là em nhớ rồi. Bữa đó chị đi với người yêu của chị đúng không? Chị có ông người yêu. Bây giờ bán hàng nói chung là cái này nó rất là rẻ. Rẻ thiệt. Rẻ nhất như nào giờ em thấy luôn. Rẻ nhất nào giờ em thấy luôn. Còn thì đúng là rẻ thế nhỉ. Mà 288 màu. Nước sơn treo chứ thường thôi. Tại vì bây giờ là thợ bột thì chỉ cần vậy thôi. Cần gì nữa đâu. Mấy cái màu này giờ nó cũng đậm đặc lắm. Lấy là dễ luôn. Sơn dễ à. Lấy như xưa. Không phải như xưa bị dầu bị này kia. Đồ mới không à. Ở đây này cho cái móng sơn nè. Đồ mới. Mà cái chai rất là dễ thương luôn. Cho anh coi ha. À đúng ha, phải đứng gần ha. Ủa sao mày sơn gì giống như mày quét nhà vậy Thái? Thì trong nó đỡ khỏi dính tay em chứ không gì chân đó. Đó, đẹp chưa? Tà sơn gắn nước đó là lên liền luôn á mọi người. Bởi cho nên là Hùng nghĩ là Hùng bỏ dụng đây này rồi nó dính á. Dụng trong nắp này nè. Rồi nó dính vô tay á. Bởi trên cả nhà Hùng nghĩ là mua cái line này được đó cả nhà, có 1.250 hả? Bạn mượn chai này nữa. Trời ơi, thích nhìn cái bàn tay của ông Lan. Lan đưa tay ra sơn nữa cho chị Kim coi kìa Lan. Trời, cái móng nữa. Móng đây nè. Đây. Tay Lan là tay ngọc, tay ngà. Sao cái chân của Lan có nhiều đất dữ hả?
Lúc nhỏ đang chơi bóng. Cái lớn lên đang bị bể bóng luôn. À, cái clip nó dễ thương ha. Cái clip nó thấy dễ thương ghê luôn á. Giống mọi người. Giống. Rất là mát. Nên nó giống. Giống màu em coi. Tưởng. Đó. Giống nha. Ủa để làm sao cho thấy ta. Đây. Đó. 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 Giống. Rồi bỏ vô. Tại như người ta sợ sân chân. Người quay qua sân cái tay treo không giống á. Giống. Không giống là chắc là biết cái màu hồi xưa thôi. Chứ cái màu thời buổi này là ai làm cũng phải ngon rồi. Nó phải có chất lượng chứ. Tại làm này cũng tốn tiền mà chúng ta phải cho đó. Nó phải dẫn chơi đâu. Tại vì tốt một lần làm tốn biết bao nhiêu là triệu đô la. Bởi cho nên mọi người cứ yên tâm mà mua. Ủa mày bị gì vậy? Nói gì đâu. Tự nhiên mày bấm cái cục dây cười của mày, cái mày cười lên vậy. Mày, hay là mày đang nghĩ bậy? Đâu có, nghĩ gì đâu. Chứ mày làm gì mà cười ra vậy? Không có gì đó. Mày cười cái mặt mày gian lắm. Mày nghĩ cái gì đó? Cái mặt mày nó rất là xảo quyệt á. Không có gì gian hết á. Cái này có mùi treo, nãy có móng úp. Trời ơi, thiệt á. Tự nhiên ngồi cười khen khang. Mà cười có khi nào mà nửa đêm mày đang ngồi cái bật dậy mày cười được không? Em không biết nha, em mở mắt ra em thấy tại em bị bầm mà không biết vụ gì. Bầm là bị ma cắn á. Ờ à, mọi người sao không biết gì. Vậy là mày bị ma cắn rồi. Người ta có cái bầm vết lên này, đây ra rồi. Mà mày có mày nè, đây nè, mày có bầm. Mày mà không có nhớ cái làm gì không chứ. Nhưng mà có đau không? Có. Ê ê. Ồ đau vậy là không phải ma cắn nó không có đau. Ủa vậy hả? Ừ, con ma cắn nó không có đau. Vậy ơi, giống như làm đụng cái gì mà không nhớ. Mày ê là chắc là người ta cắn hay là mày làm cái gì? Mày không có làm gì hết trơn á. Bởi vì em có đi ra đường làm gì nặng nhọc á. Có đi shopping không à? Hay là mày khiêng mấy cái bịch shopping không? Khiêng bịch da chì mà nó đau vậy đó hả? Rồi đúng rồi. Hai đứa đi shopping. Em nghĩ nó đau bụng nha, nhà sao nó đau cái tay. Hai đứa đi shopping mà trong cái tiệm Versace. Tôi nói hả trời ơi, nó giống như là hai cái đứa đi dân vậy á. Ta đóng cửa 8 giờ, 9 giờ còn ngồi trong. Vô đó cứ ngồi đó đi shopping mà cười sang sảng. Trời ơi. Mà sao nó cũng lịch sự ghê, nó không dám đuổi mình luôn. Tại vì á, mua đuổi cái là lỡ không mua 20 món nó lựa rồi sao. Hai mươi mấy món. Em nghĩ cái đó là rất là lịch sự chứ tương cộng thêm 3 đôi giớ nó vô cuối đóng cửa 8 giờ là em thấy nó đóng luôn rồi. Vừa xa xì mà mua tới 20 mấy món rồi thử hỏi làm sao mà không điên được. Thu lại đầu năm mở ra cho nghe cười hết một năm kìa. Đúng rồi đó, chó cắn đó. Vậy là Cecilia nói đúng đó, là chó cắn. Ma chó. Ma chó, ồ sao mấy con... Ma chó. Ồ, ma chó là mấy con ma mà mấy con chó nó chết thành ma á hả? Ừ. Ủa mấy con chó nó có đi đầu thai không ta? Biết là con người là phải đi qua gặp bà Mạnh Hà phải không? Ừ. Rồi bà cho uống thuốc mù. Tại vì cái nghiệp của nó. Nghiệp con người chứ nghiệp của nó gì? Nghiệp con chó nữa. Con chó cũng phải qua bà Mạnh Hà cho uống thuốc mù hả? Tao nghĩ con người thôi chứ. Nè. Sinh linh nào cũng là đầu thai là cũng tao, không còn là cái vụ chết chóc là tao rành dữ lắm nè. Vậy hả, anh chết đấy là không, tại tao coi phim. Tao chỉ cho tao nói cho nghe, trước tiên á mày lên mày nằm ở trên giường là mày ngáp ngáp phải không? Cái lúc mày ngáp ngáp là hắc bạch vô thường là đón xe bớt lên rồi đó. Thì khi mà mày vừa mày đau trong mặt ngựa nữa. Đầu trong mặt ngựa đó là mấy cái đó là lính của hắc bạch vô thường. Thì nhưng mà hắc bạch vô thường tới đó trước rồi mày mới chết chứ mày không có chết trước khi người ta tới. Bởi cho nên nhiều người nhiều lúc mà hát bạch vô thường mà kẹt chuyến bay hay là đi xe bus trễ đó là mày ngáp hoài luôn. Ngáp hoài. Vậy là có nhiều người mà lấy hơi lên hoài mà chưa chết. Là chưa chết là tại vì hai cái thằng đó nó chưa cứ, có tới. Cứ kéo lên mà không chết, mắt chao cháo hoài là nó chưa tới. Nó chưa có tới đó. Phải chờ hai cái thằng hát bạch vô thường nó tới. Tại hai cái thằng đó là hai cái ông câu hồn mà. Đó, rồi sau đó câu. Vậy mà nhiều người nó hỏi nó đợi con về. Không phải đợi hắn vô đợi xe bớt để coi. Đúng rồi. Chứ không có đợi ai đâu. Tại vì người ta đã sắp sửa chết rồi còn biết gì nữa. Thì người ta đợi rồi cái đó là ngáp ngáp rồi còn ngáp đợi ngáp. Gì nữa.
là đầu trâu mặt ngựa đó là quân lính của Hắc Bạch Vô Thường, rồi khi mà tới bắt cái hồn của mày chết rồi đó, lúc mà mày chết nó hết ngáp rồi đó là mày cắn đơn ra người ta nói gì thí dụ gì cho nó dễ mà em mới bị người ta nói mình cho ma cắn rồi, còn bây giờ còn chẻ qua nó Hắc Bạch Vô Thường tới nữa. Rồi sau đó là Hắc Bạch Vô Thường tới là bắt đầu là mày đi theo rồi Hắc Bạch Vô Thường nó rinh mày xuống qua và Mạnh Bà và cho ăn thuốc lú là cho mày ngu. Là bởi tôi nói là mấy con ma nó có ngu quá. No, nhưng mà hình như là phải ở địa ngục trước khi đi ra đầu thai mới được uống thuốc lú, có nghĩa là ở bao nhiêu năm đó trước rồi xong mãn hạn rồi đó, giống như đi về đó. Rồi bánh đi ra uống để quên. Chứ còn trong lúc mà còn ở dưới địa ngục là còn nhớ không? Nhớ chứ sao ta thấy mấy con ma nó có ngu không hả? Đã gọi là trừng phạt mà mới cho vô địa ngục chứ đưa thảy đứng dưới của vét chưa vét hết trí nhớ nó rồi, nó ngồi trong chảo dầu đâu biết gì đâu. Phải cho nó ngậm đắng nuốt cay. Sao mày ác chứ vậy? Trời ơi, mày còn cho nó hành hạ cái kiểu đó. Đó là địa ngục rồi còn ác gì nữa phải. Nhưng mà mấy con ma, tao thấy mấy con ma nó cứ giật dưỡng, người ta nói là hồn ma bóng quế. Nó ác là ác báo. Không, mày hiểu hồn ma bóng quế không? Là không. Nó cứ giật dờ là tại nó uống thuốc ngu vô rồi, nó ngu ma nào nó cũng ngu giống mấy con zombie á. Đó là nó cứ ngu gì, nó không có nhớ nữa tại nó ăn thuốc lú của bà đó. Rồi sau đó mới đi lên đầu thai. Mà nó lên đầu thai mà nó lên cái cửa nào ta? Thằng bộ Hắc Bạch Vô Thường cũng dắt nó đi đầu thai hả? Chứ Hắc Bạch Vô Thường là chỉ có dắt xuống thôi. Dắt xuống rồi Diêm Vương phán xử nữa. Dạ. Phán xử xong mới ở tù. Ở tù xong rồi ở địa ngục. Xong rồi. Nhưng mà cái chắc gì mà ông Diêm Vương ông phán không? Ông đâu có rảnh đâu mà ông phán. Ông là người cai quản ở dưới đó thôi. Có lính. Chắc lính phán á. Giống như chủ tiệm nail đâu có làm đâu, nhiều khi bận quá. Mày lên chờ nó xử luôn. Hay là thợ khác đã lãnh nó cũng xử luôn. Xử luôn. Đó, chứ đúng rồi đó. Vậy là ông Diêm Vương là thuộc dạng như là chủ nail. Còn mà bắt đầu là bận quá nữa là mấy lần thằng đầu là lâu năm nó xử luôn. Là vậy là lúc như đời cũng là tiệm nail, mà tiệm nail cũng là đời mà cũng là đạo. Không, cái này ta đang nói đời chết mà, đời gì đây? Nó cũng ở đâu cũng như nhau đó, nó cũng theo một cái luân lý đó thôi. Vậy là nếu mà đời này á mà mày rứt khóe người ta chảy máu nhiều quá thì mày xuống đó là mày sẽ bị cục tay đầu trong xuống dưới nó hỏi tay ngược lại mày, xuống dưới nó hỏi mày thuận tay nào. Nó chặt cái tay đó mà vô hết tự hả? Chặt liền nghe. Cái tay nào mày bóc đâu? Cái tay nào mày bóc? Mày chuyên vô bóc bằng tay chuyên báo đâu mà đưa tay mày ra đây. Trời đất ơi thiệt á. Ông Diêm Vương xử nha các tình yêu. Ủa? Sao ông Tài ông nói là ông Diêm Vương xử chứ đâu phải là quân lính hay là thợ lâu năm xử như tiệm neo đâu mày. Nhưng mà ông Diêm Vương không xử gì, ông đâu có rảnh đâu, biết bao nhiêu là con người chết cùng lúc đâu, xử sao được. Người ta đó là gọi là vua của địa ngục mà. Nó giống như là đối với mình nó là nhiều người, nhưng mà còn đối với họ nó như là mà tép riêu á, họ búng một cái là xử hết 100 triệu người. Vậy có nghĩa là theo nhóm. Giống như cái nhóm làm neo là qua một bên. Là xử cái hội. Xử mau. Đứa nào móc khóe mà qua đi mau qua hết đám này. Qua đám này. Mày lôi hết từ đó ra, mày chặt cái tay đó. Cùng một lúc. Đó, cùng một lúc. Là cái tụi móc khóe, người ta phải chỉ báo cho người ta. Rồi còn cái loại mà ví dụ như là đi giật khách đồ tiền sao thì qua đây. Cái loại mơ hổn. Tối ngày chửi chủ hay là chửi khách qua đây một bên. Đó là xử từng nhóm. Trời ơi, xử cái kia đó nó cũng lẹ ghê. Mà nếu mà mấy cái người mà chuyên đi nói xấu người ta thì xử làm sao mày? Chắc là cắt lưỡi không nói được nữa hả? Hay là xử là người khác sẽ nói xấu mình? Cái đó hơi khó ha. Tại em đâu phải Diêm Vương đâu. Với lại tao cũng không có biết, không có tin rành gì với địa ngục mày ơi. Thí dụ tại tao chưa có dịp để đi qua nên tao đâu có biết đâu. Đâu xử cần xử nó liền đâu. Để cho nó ngồi ở dưới đi rồi chừng nào mà cháu lên đầu thai lại cái con nó canh. Không, khó lắm, đâu có ai. Cái nào nó ra cái nấy, ai đâu mà tự nhiên liên quan tới đời sau. Trời, đời nào ra đời nấy, người ta đã biến thành ma rồi thì xử người ta tại lúc ma thôi, chứ xử gì mà tới đời khác dữ gọi. Nhiều khi nghiệp bảo, nhưng tại sao có nhiều người đẻ ra là thấy nghèo rồi, có nhiều người đẻ ra là trong nhung lụa rồi. Cái đó là cái phước của mỗi người.
Cái đâu liên quan tới nhiều chuyện đâu. Cái phước nó khác. Nó bị cầm đó, hình như chip trước nó nói quá, cái mỏ nó hỗn quá, chip này nó nín nói luôn. Không, cái mỏ là cái nghiệp thôi mày. Chà, nếu mà vậy là... Không, nói vậy nhiều người ta bị cầm, ta coi người ta buồn chết á. Mình đang chờ đúng người ta đó. Vậy là mày bị nghiệp đó. Hả? Mày nói gì là mày bị nghiệp á. Em đang phân tích thôi à, chứ em đâu có chỉ mà. À, thì cũng đúng, mình chỉ phân tích thôi mà. Ừ. À... Ồ, con Lan xuống ta chơi mới là hợp. Hỏi em sao em biết được, em chưa có hợp ở dưới. Bởi vậy thì... Ủa rồi cả nhà ơi, hôm nay bộ làm nail có ai được đắt không, cho Hùng cái comment coi, nếu mà nail đắt cho cái số 1. Mày đoán coi có ai nói đắt không? Chắc cái thời này á là... là thứ tư, thứ tư. Mà thời này đắt có không ai dám ra làng lên. Wednesday nữa. We wear pink. Oh, pink bear. Đó, thì bởi vì cái chuyện nó bể, cái chuyện nó rớt cái hộp á. Ồ trời ơi, tại sao không chịu bán hàng đi mọi người? Ồ, mọi người mua hàng đi mọi người. Này, 1250 nè. Mua đi, 288 màu đó. Rồi giờ trở lại quay số trúng thưởng tiếp, rồi quay số nữa đi, đi Lan. Đây nè. Có hát không? Hát chứ. Hát lửa to hả? Ok rồi. Nè, mày bấm đi. Rồi, giấu bấm xuống nghe. Giấu số rồi, để em hát cho nó bất ngờ. Oh, your mom have a nail salon. She always busy. Good for her. Đắt te tua. Trời ơi, thiệt luôn á hả? Sao tiệm của người ta đắt hay vậy trời? Tại vì cái tiệm đó có đầu. Tiệm đó con rắn là phải có cái đầu. Cái đầu giỏi quá. Chúc mừng má của em nha. Ủa, là có đầu là cái gì mày? Là cái người leader đó. Người ta giỏi hả? Ừ, người đứng run tiệm. Người ta có tài. Có tài. Chắc là được hơn đâu. Hơn gì? Không có gì mà xảy ra hơn hết trơn đó. Ngô làm ăn cũng phải cần có sự hơn chứ mày. Hơn một phần hơn, nhưng mà cái thành công là hard work. Với lại thông minh, tài. Đủ thứ hội tụ lại thì nó ra một cái gì đó. Vậy là trước khi mở tiệm nail là mình phải tự hỏi trong bản thân của mình là mình có tài hay không? Ừ. Tài ở đây là tài gì? Tài lên tài lẹt. Không, tài đối nhân xử thế. Chứ không phải là chỉ có biết làm nail không? Chà, nhìn mày gì mà mày cũng biết chơi văn chương ghê luôn á. Rồi đối nhân xử thế rồi này nọ. Thì rồi... đối nhân xử thế thì bắt đầu thợ nó mới vui, khách nó mới vui, thì tiệm nó mới vui. Rồi mấy không khí nó bước vô nó mới vui, thì từ 5 thợ thành 7 thợ, 7 thợ thành 10 thợ, 10 thợ thành 15 thợ. Mà mày hiểu được cái chữ đối nhân xử thế là cái gì không? Biết chứ. Nó làm sao? Là vừa lòng người. Nói gì mà thật không có rõ vậy. Đối nhân là gì biết không? Đối nhân là con người, đối với con người. Ừ. Thì nói cho rõ là hàng chủ nó phải nịnh mấy đứa thợ. Không, cũng nịnh gì cũng phải. Thì nó chứ bây giờ mày vô mày sang sẻ với thợ nào mà ưa mày. Ừ. Thì mày phải nịnh thôi. Nịnh thì nó hơi bị tiêu cực, nó hơi bị giống như là mình làm cái chuyện đó. Nó không phải là tiêu cực, nhưng mà nó rõ ràng dễ hiểu. Bây giờ thí dụ mày là chủ tiệm nail, tao là thợ nail. Ừ. Ha, mà mày đối nhân tao là mày có kiểu mày vô mày cái chỉnh cha chỉnh chịa thì làm sao mà tao ưa mày. Thì mày phải nịnh tao thôi. Ví dụ như là tao vừa vô cái, nhưng mà anh xài cái chữ nịnh nó nghe giống như là một cái chuyện nó dễ hiểu, nó hơi sai sai á, phải không? Không có sai, nó dễ hiểu. Ví dụ như bây giờ tao vừa bước vô trong tiệm là mày sai, hỏi để... mày hỏi như anh Hùng uống cà phê chưa. Ừ. Em pha cà phê cho anh Hùng uống nha. Tại sao không có thể nói là ồ cái người chủ đó rất là dễ thương? Tại sao lại phải xài chữ nịnh? Dễ thương á. Dễ thương mà. Không, dễ thương là nó chưa có nói rõ cái chữ âm mưu của đối nhân xử thế. Còn biết xử thế là gì không? Ừ. Xử thế là xử khách đó mày. Đúng. Đó. Xử khách đâu, xử chuyện nữa. Đi đó. Thợ với thợ cũng có chuyện vậy. Thì nếu mà muốn xử đó thì chủ phải biết nịnh thợ nè, đối nhân xử thế là chủ phải biết nịnh thợ, rồi sau đó thằng chủ phải biết đi thâu tiền. Xử thế là sao? Biết xử là chuyện. Xử chuyện đó. Khi mà một chuyện xảy ra đó mình xử thế là xử cái chuyện, là mình nhìn vô cái câu chuyện chứ mình không có nhìn người. Đúng. Tại có nhiều người xử chuyện nhưng mà đi nhìn người, và tại khi mình nhìn người rồi đó cái đầu mình phe. Ừ. Tại mình con người rất bình thường, mình sẽ có người thích người này hơn người kia. Ừ. Bởi xử thế là xử chuyện, cái chuyện đó nhìn vô cái chuyện đó thôi. Đừng có nhìn vô ô cái. Đó. Thí dụ như bây giờ con khách nó vô nó mắng vốn á thì nó bị mày cầm mày hút nó không hút đó. Thí dụ như bây giờ đó mà con khách nó vô nó mắng vốn thì nó mắng vốn là rõ ràng là do con quỷ khách mà ra chứ không liên quan tới thằng thợ. Mày hiểu không? Thì mình phải xử là xử đẹp với con khách đó.
Đó, xu thế là cái chỗ đó đó. Nhắc tới mang vốn á, mình phải nhìn vô cái chuyện. Nhìn vô cái chuyện là nhìn gì? Nhìn vô bàn tay. Thì nhìn bàn tay là bàn tay của con khách, thì cái móng tay nail đó là do con khách mà ra, tay xấu thì đồ là do con quỷ khách đó chứ. Là mày phải xử đẹp cái con thờ, con khách đó. Không. Như vậy là mày mới đối nhân được với thằng thợ. Không, sai. Người đó là người mang tiền tới cho mình đó. Khi mà mình tự nhiên mình ta mang tiền cho mình mà mình xử đẹp người ta coi như là đâu đẹp. Nhưng nếu mà không xử đẹp người ta thì mày ảnh hưởng tới anh thợ mày. Hồi nãy sao nói rồi, xử đẹp ở đây á là mình phải vừa lòng nó, tại nó đầu tiên hết là người khách, tại vì cái tiệm này mình mở ra để mình kiếm tiền. Ừ. Thì cái người mang tiền đến cái tiệm là cái người phải được ưu tiên trong cái chuyện này. Chứ ưu tiên hơn thợ luôn hả? Phải ưu tiên hơn chứ. Nếu vậy thì thôi là cái chữ đối nhân mày là sai rồi đó. Khoan, phải nghe em nói, trừ khi con khách mắc dạy. Hiểu không? Chứ còn họ mang tiền đến, họ có vấn đề gì á, họ toàn quyền có thể mang tới người chủ, người manager nói ô tôi không thích cái này, tôi không thích cái kia, tôi làm cái này dài quá, ngắn quá. Bởi cho nên là sự thế là sự đẹp cái con quỷ đó. Không. Cho dù mình cảm giác nó ok, nhưng mà đối với người khác họ nói không thích. Mình không có thể nào mà mình áp đặt cái suy nghĩ của mình vô cái suy nghĩ của cái người khách đó, họ nói họ không thích. Thì mình phải biết phân tích ra được là cái vấn đề mày không thích mà trong cái đây, trong trường hợp tao thấy rất là ok. Mà mày không thích là do mày ngựa, mày không thích liên quan gì tới tao. Phải tùy vào trường hợp. Giống như bây giờ hồi nãy đó, là nó lựa cái màu xanh đi. Ừ. Mà bây giờ nó lại, nó nói, nó không thích cái màu xanh, mà giờ đó, nó thích cái màu tím. Màu đó, là do nó ngựa. Là do nó sạch, bởi vì phải coi cái chuyện. Bởi vì mình phải xử đẹp đó, là cái xử thế nó sẽ rơi vào cái khoảng đó. Khoan. Để cho thằng đối nhân là đối xử thằng thợ nó tốt hơn. Thì bây giờ nó không thích cái màu đó rồi. Ừ. Thì bây giờ mình phải đổi thôi. Nhưng mà bây giờ cái người thợ đó nói ô, muốn đổi thì lấy thêm tiền. Ừ. Đúng không? Thì cũng đúng. Rồi. Bây giờ anh xử sao? Nếu là anh. Thì tao kêu con khách trả thêm tiền, tại vì bị ngựa mà. Nhưng mà nó nói là nó mới làm đây. Ủa? Mới hay cũ vậy? Trời đất ơi. Rồi cách giải quyết của anh là phải trả thêm tiền. À, còn nếu không là mày phải lấy cái màu xanh đó 2 tuần đi. Rồi 2 tuần tới mày làm màu tím. Chứ tại do lỗi viên ngựa mà. Nhưng mà giờ nó không thích rồi. Ủa đó là quyền cá nhân của nó. Còn nguyên cái tiệm tao thích mà. Rồi tao muốn không tao kêu thằng thợ tao, thợ. Mày có thích màu xanh không? Đẹp. Thích chưa? Là do tụi tao thích mà tại mày không thích thôi. Cái vấn đề sai ở đây là anh, người chủ, người thợ, đâu mấy người đó đâu có đeo bộ tay đó. Con khách nó về nó là cái gì mà cho nó free Cecilia. Tự nhiên cho nó free đâu ngon ngang xương vậy. Không phải cho nó free, sẽ có mình đi từng bước một. Ok, bây giờ thợ muốn vậy, mình muốn vậy. Còn cái quyền ở đâu? Cái quyền ở đây là xử đối nhân xử thế là ở đây nè. Ừ. Là mình đối nhân là mình rất thương thợ, rồi mình xử thế là xử con khách. Đó. Đầu tiên là hết, cái câu đối nhân xử khách đó. Cái xử đầu tiên hết á là bắt buộc phải đổi màu cho người khách đó. Một là người thợ đó làm, người thợ đó không làm, người thợ khác làm. Rồi giờ ghi tiền ai làm? Người thợ đó là người khác làm thì họ vẫn ghi đi. À rồi con khách phải trả cho người thợ đó. Đúng. Rồi còn cái chuyện mà mình muốn bớt hay là không bớt cho khách á, mình có thể làm quyền riêng mà. Ừ. Mày làm 15 đồng mày cứ ghi đổi 15 đồng đi. Ừ. Hiểu không? Còn bây giờ còn ở đây tao muốn bớt nó thì theo tao là tao thấy là trung thực là tốt nhất, là tao sẽ trung thực. Tao nói là con khách là you are no good á. Why you change your mind so fast? You are pick out a green and you say you want a purple, that's not good. Mình có thể nói là hồi nãy tại sao vậy, nói hết rồi. Bây giờ cái phần thứ hai nữa, ok, giờ tao cho mày 50% off là một cái cách đối nhân xử thế của mình đối với nó rồi, mà mình đối với thợ là coi như ok, nó dành cái thời gian cho nó làm cái đó, ok, mày cũng được ghi phiếu luôn. Vậy là chủ lỗ. Cũng đâu có lỗ. Vậy là đối nhân xử thế là liên quan tới tiền. Vậy mình có tiền mình mới được đối nhân xử thế. Nói tóm lại là chúng tôi phân tích là như vậy, là cả nhà hiểu rõ. Nghĩa đúng là không? Người khách vẫn vui, người thợ vẫn vui. Vẫn vui. Mình chưa nghĩ chút xíu. Đó. Có nghĩa là chủ nào mà cứ xài tiền đi là người chủ tốt đó. Ừ. Là biết đối nhân xử thế đó. Cứ ôm cho lòng chịu hết đi. Chứ đừng có... Đó là chủ chịu tại thiệt. Tại vì bây giờ nếu mà bây giờ ok, người thợ nó đang dạy rồi, cái đầu mình đưa qua cho người khác làm, người ta ghi cái bill, rồi cái đầu lấy cái bill 15 đồng này trừ qua người kia, là cái chuyện đó là gì? Giữa bắt đầu hai người này bắt đầu là có chuyện. Ừ. Người này giúp người kia tính qua tài tùm lum luôn. Rồi bắt đầu là... Có nhiều cái câu chuyện khách đâu có biết đâu, nó quay lưng đi rồi cái thợ với thằng chủ hơi gây lộn quá trời quá đất luôn. Đúng rồi. Bởi vì khách nhiều lúc nó đâu có biết đâu, thiệt luôn á. Đã nghe cái câu là giải hòa du hiến á. Ủa lại thêm câu nữa, giải hòa vi quý.
giải hòa quy quý đó hả, dĩ hòa vi quý hả, dĩ hòa khá là vậy đó, là dĩ hòa đó. Bây giờ mà phân tích là vì hiểu cái câu đó không là, đó, hay là mình muốn tôi giải thích cho giải thích đi rồi đây vĩ hòa quy quý, ok, là hồi xưa đó là cái câu chuyện này là của thằng dĩ. Anh đi xa quá rồi. Không phải xa. Thôi, anh nghe anh giải thích là anh thấy nó tào lao rồi. Tào lao gì? Cái tiếng Việt của ông ta là đã 4.000 năm nay rồi, ta không xa sao được. Chứ ta nói chuyện gần gần xong thì hiểu anh được. Cái câu có tiếng Hoa mà anh nói tiếng Việt 4.000 năm nó chả dính dáng đó nữa. Là thằng Dĩ. Thằng Dĩ nó dùng cái cách đó để nó làm quà. Mày hiểu không? Ừ. Đó. Quy quý là gì biết không? Mày con quy. Là con rùa. Con rùa. Con rùa nó quý. Câu chuyện này nó dùng cái giải pháp, có nghĩa là con rùa nó gây lộn với con thỏ, với câu chuyện rùa là thỏ không? Bé. Là hai cái đứa mà đi rượt đua nhau đó. Rồi sau đó rốt cuộc con thỏ ngựa đi tung tăng là con rùa nó chỉ có là chạy rồi nó rốt cuộc nó ăn con thỏ. Con thỏ nó nói là không thể nào là con rùa ăn nó được nên đem ra gây lộn. Thì lúc đó thằng Vĩ là thằng con người đi ngang qua sử dụng cho hai cái con kia. Mày hiểu không? Lúc đó người ta mới đem ra cái câu là thằng Vĩ nó giải hòa câu chuyện oan của con rùa. Mà con rùa nó rất là quý. Đó, là Vĩ Hòa. Là cuốn sách Đắc tên Nhân Đắc Nhân Tâm. Cuốn sách màu đỏ đang đen đó. Cuốn sách đó giờ đang bán 6.9. Mày biết Đắc Nhân Tâm thật ra nó không phải tiếng Việt. Chứ tiếng gì? Sách Đắc Nhân Tâm là tiếng Anh, nó dịch ra tiếng Việt. Ồ, vậy à? Ừ, chứ đâu phải là cuốn người Việt Nam gì đâu. Nhưng mà tại vì cái người dịch giả đó, người ta dịch hay, dễ hiểu. Bởi cho nên đó, giống như là Thuyết nên Kiều, giống như Thuyết Kiều mà dịch ra cho Tàu, cho người Tàu rồi đó. Ủa. Tôi thấy Kiều hồi xưa là ông Nguyễn Du là ông viết cái cho Việt Nam. Nhưng mà ông lại viết cái câu chuyện ở bên Trung Quốc, đó, nó dịch ra từ tiếng Trung Quốc, nó nổi tiếng lên. Nó cái kiểu y chang vậy đó. Ông không biết câu chuyện con Lan nó có dịch ra tiếng Tàu không ta? Không. Sao mày biết? Chắc có mày không đi ý á, chứ Lan và Điệp là câu chuyện hay mà. Không, làm sao mà dịch ra tiếng Tàu, không có đâu. Nó phải là một cái câu chuyện lịch sử gì đó. Ủa? Nó dinh dáng với tới... Chứ con Lan nó cũng giỏi quá. Lịch sử ghê luôn. Nó tờ nó lịch sử luôn á, chứ lịch sử biết làm chấn là... động giới thiền môn luôn. Nên vô chùa nó tu mà ta hát ngàn đời luôn. Muốn thành công là nên đọc cuốn sách này. Vị Tài đọc dữ chưa? Rồi Tài đã thành công dữ chưa? Vô duyên. Hơi vô duyên. Nhưng mà sẵn luôn tiện để cho hai đứa hỏi tập thể. Tài đã thành công dữ chưa? Sau khi đọc cái cuốn sách Đắc Nhân Tâm. Đó. Mày biết Đắc Nhân Tâm là dịch ra là biết là như thế nào không? Làm vừa lòng người. Không. Đắc là gì? Đắc là sướng, đắc chí. Mày hiểu không? Đắc mà. Đắc là người ta sung sướng. Nhân là cái gì? Nhân là cái bên trong của trái bánh hả? Nhân cái bên trong cái bánh bao là cái nhân. Nhân là con người. Mày... nhân là ta con người, còn cái tâm là cái gì biết không? Là cái xỉa răng. Không, cái tâm là cái lòng dạ của con người đó. Có nghĩa là lòng dạ con người mà loại ngon nhất là cái bộ rồ lòng ngon nhất đó. Thì nó mới dịch ra là Đắc Nhân Tâm. Bởi vì thiệt á, chờ hai học giả đây ngồi để dịch chữ tấm tài luôn. Hai người, hai nhà bác học. Nếu mà chắc ta nghĩ còn cao hơn bác nữa là cái gì quên rồi ta? Là cụ học hả mày? Bác hơn bác là đời là cao rồi. Là tới cụ học. Cụ học là tới cố học đúng không? Cố học là lớn nhất phải không? Cố học thì đúng rồi, cố học là cái người học mà người ta cố đó. Mình cố quá. Học dốt cũng phải cố. Cố quá rồi, nó quá cố luôn. Là... cho nên là cố học là cái người đó là cái người giỏi nhất. Trong đó chủ yếu họ hay dạy mình cách dẫn dụ khách. Ồ, vậy là cái cuốn Đắc Nhân Tâm là cái chương nguyên một sách của người ta. Em tên Hàng chứ mà. Ồ, tên Hàng chứ mà. Tên ta. con gái. Ồ, vậy hả? Vậy là Tai Hằng hả? Ồ, sao tên họ giờ họ Tai trời? Tai Hằng. Tại Thị Hằng. Đâu?
Tại thì cẩm hàng. Tái thì hàng. Tại thì cẩm hàng. Mà còn dịch ra cái chữ cẩm trong đó nữa. Cho nó giống con gái. À, nhưng mà hàng đọc cái cuốn Tác Nhân Tâm đó là hàng đọc chỉ có một cái chapter vũ khách thôi hả? Chứ những cái chapter khác là không có đọc. Bộ chủ yếu là vũ khách thôi. Thì cũng đúng hết chứ. Ồ, tại sao Neil mình không chịu ra làm những quyển sách bí mật về Neil ha? Ví dụ như là những võ công đó là bí truyền, anh phải là vô tiệm mới học được. Thấy vô tiệm đâu có học được gì đâu. Sao học được? Vô tiệm toàn là học lẹm không mà, rồi sau đó nó nghĩ nó qua tiệm khác nó làm được không rồi, chứ nó đâu có bao giờ mà làm đâu. Ồ, Hằng ơi Hằng, bây giờ Hùng cũng rất là may mắn đọc qua được một cái chương trong cái Đắc Nhân Tâm là dụ khách, bây giờ Hùng sẽ dùng ra Hùng dụ Hằng. Đây này, bây giờ sách đây là sách không phải đắt sách Đắc Nhân Tâm, mà đây là sách màu của công ty 21 Switch. Hùng dùng này để Hùng dụ Hằng nha Hằng. Đó có không, là 288 màu. Biết là Hằng nói thiệt rồi. Mà ngồi đó đính chính là em nói thiệt kìa, anh đọc đi, năn nỉ luôn rồi đó. Bây giờ năn nỉ lại mua đi. Ok, vậy thôi Hằng mua này đây rồi Hùng sẽ đọc Đắc Nhân Tâm. Hằng mua này đi là 288 màu, nó có 1250 à, rẻ dữ lắm. Mua đi rồi bên Hùng còn tặng luôn là cả một cái set nail X cho Hằng nữa. Là cái set nail X đó là độ khoảng chừng là gần $600 luôn đó Hằng. Nó rẻ dữ lắm. Nhưng mà Hằng đừng có bỏ thẻ credit card lên ở trên này, nó kỳ lắm. Hằng vô phòng kính đi, nói chuyện riêng với Hùng, rồi sau đó chúng ta sẽ trao đổi tiền bạc với nhau. Anh Hùng gặp Thái vui ghê, chúc Thái vui vẻ khi đến Chicago. Trời ơi, Thái vui dữ lắm. Vui lắm. Nó vui lắm, ngày nào nó cũng đi xài tiền lãng lãng vậy không à. Nó rất là vui. À vậy là mình còn chưa có đi mấy cái tiệm shopping khác luôn á. Ừ. Không, anh muốn đi bờ biển. Không đi. Anh hết giờ rồi. Cái gì bùi biển? Bờ biển. Ờ, bờ biển Chicago hả? Ừ. Hết giờ rồi. Vậy sáng mai vậy đi. Ừ. Sáng mai muốn đạp xe đạp không? Sáng anh dậy hả? Thì tao sẽ cố gắng dậy sớm. Ừ. Thì tao mày đạp xe đạp muốn không? Muốn, mà anh dậy không nổi đâu. Đạp xe đạp là mày phải mặc mẹ con. Lòng nghĩ anh vậy nói không? Nổi. Lòng mai muốn đạp xe đạp không? Đạp đi. Còn mày coi sáng sớm mà đâu có coi đâu. Còn sao bây giờ đạp? Mình ra đó mình có thể ngắm mặt trời lên luôn. Ờ. Đi ra ngắm mặt trời. Chứ làm sao? Lại nhưng bây giờ em quen được là biết rồi. Mất hứng luôn rồi. Đâu có. Nhưng mà hồi nãy giờ sao mình bán không ai mua vậy trời. Vậy phải đọc Đắc Nhân Tâm. Bán hàng mà không ai mua thiệt buồn quá. Kìa đó, Trích quảng cáo giùm kìa. Không, Trích thì rất là sốt sắng nhưng mà Trích không có bao giờ mua. Tao biết Trích lâu lắm rồi. Trích hay hỏi. Trích rất là fan trung thành. Trích là livestream nào của Hùng là Trích cũng coi hết á. Rồi sau đó Trích cũng rất là nhiệt tình. Trích hỏi tới hỏi lui nhưng mà Trích không có mua. Thông cảm đi, tiệm đang ế. Không phải, tại Trích không có làm đéo. Ồ, em có gặp chụp hình chung với anh Vận Lan ở North Carolina. Ủa vậy á hả? Tiệm US Maxim. US Maxim là tao mày đi chung phải không? Khai trương. Ờ, sao lâu rồi tao không mày về đó hả? Tao với mày về nó. Ai biết, chắc tao cũng mướn. Thì thôi, cho lâu rồi sao hai đứa tao cũng không có về chung. Ở North Carolina có chứ, người Việt Nam đó người ta hiền dễ sợ, thích dễ sợ luôn. Mà đâu có nghĩ là North Carolina có nhiều Việt Nam dễ sợ luôn á, có 3 thành phố nhiều Việt Nam. Người ta gặp mình người ta quý hơn ha, những thành phố khác nó bự đông ha. Người ta thấy người ta nhiều. Thấy thấy không, có người người ta niềm nở. Có người con người người ta quý khách thì sống cũng như kiểu Việt Nam vậy đó. Ở đi ra xa Sài Gòn chút xíu thì người càng niềm nở. Mình vô gần Sài Gòn bắt đầu càng hát dịch. Không phải hát dịch, nó sợ bị giật đồ. Hát dịch cái gì vậy? Anh ở gần thành phố lớn, đồ này trời người ta. Nó gặp nhìn cái mặt mày nó cũng lùn, nó cũng sợ bị giật đồ đó. Thế bà, bởi nó né, chứ đâu có phải là vấn đề
vấn đề người ta hết dịch đông, người ta sợ dịch đồ. Đúng, với lại là ít người Việt hơn, cái đồng nhìn người ta nhìn đồng hương người ta cảm giác quý hơn. Còn mà ở những chỗ thành phố đông Việt Nam, những thành phố lớn là cái nó không có gì quý nữa chứ. Gặp nó còn giấu che khỏi nhìn nói chuyện nữa. Lúc mà nhiều lúc tao về bên North Carolina đó thì cái cảm động nhất là tao thấy có nhiều người rủ tao về nhà chơi. Là cái đó mình thấy rất là vui á. Tại vì cái nhà đâu là một cái riêng tư mà người ta quý mình, người ta mới rủ mình về nhà. Cái kiểu như vậy nó thân mật á. Chứ nếu mà không có thân thì hiện ở quán xá chứ hơi đâu rủ về nhà làm cái gì. Đúng không? Thấy người ta thì rất là... quý hơn. Thì đó... Không phải tại vì... Thì nói đi. Tại gì? Tại mình cũng có duyên nữa. Chứ không phải tự nhiên ta mời không, ai ngồi ngoài đường đó thì ta kêu về nhà. Tại anh cũng có duyên, anh cũng chọc ta cười. Hay là cũng có thể là tại người quán sao cười ta chửi mình khùng hả? Về nhà mình mới cười chứ. Chứ ngồi trong quán mà cười ca kiểu gì chắc ta chửi chết luôn á. Lại anh USB xin anh cầm cái micro anh nói. Sáng nguyên cái loa người ta nói hả? Tôi sang sản từ sáng tới chiều. Người ta quý đó, Lan nói đúng kìa. Trời ơi, tiếng kêu Hằng đó, bây giờ biết gọi tên Hằng rồi đó. Ủa rồi nhớ Hằng, nhớ mua ngang Hằng rồi hồi nãy giờ cái ai hỏi mua không trời, sao mình không thấy ai mua vậy ta, hay là người ta mua người ta gõ vô phòng kính mà mình không biết không ta? Thì nhờ nói xong vô Messenger chắc. Gặp Hùng và Lan chụp hình vui dữ lắm luôn đó. Vậy chắc vui lắm đó chứ. Mời anh đi ăn nha, anh Hùng và Lan không đi được. Đúng rồi, đang làm trong show. Nhiều lúc đang làm á, nên không tối có ăn không được. Tối rồi. Mai mốt tới á, mang đồ ăn theo. Mày có cần phải nói rõ, tham dữ gì không? Giống như là, ví dụ như trà sữa nè. Không, cái môn đó dễ ăn, dễ uống nhất. Xin nó ngọt. Xin tô bơ nè. Cái đó nó ngọt, vừa làm vô uống. Gỏi cuốn nè. Cơm hộp nè. Đó cũng vui. Khi nào em cần em sẽ mua. Giờ cần rồi chứ còn khi nào nữa Hằng. Trời đất ơi, giờ người ta cần quá trời quá đất rồi. Lúc đó Hằng không mua giờ dài bữa, tự nhiên Hằng quay lại Hằng mua. Hùng chảnh, Hùng không bán sao? Ta nói mua là sẽ mua trà sữa. Chứ không phải là mua này hả? Ý nói là khi nào cần em sẽ mua. Đúng rồi, mua này, cần là mua này, đúng rồi. Có chữ cần nữa, nếu mà không có chữ cần đó là sẽ ra ý khác. Vậy là mày khôn quá. Mày đọc mà mày biết phân tích luôn là mày khôn quá. Em nói em thông minh mà. Vậy là mày thông minh thiệt. Chứ không phải là mày ngộ nhận. Có nhiều người rất là ngộ nhận luôn. Không, em rất là nhạy luôn. Mày thiếu một chữ là ra nghĩa khác. Vậy là con người mày là thông minh. Bởi vì nãy giờ là em thấy em nói là chẳng là văn chương không à. Giống như con nhà văn vậy đó. Mà đó đâu phải là tự em học đâu ra đâu. Đâu mày phải học chứ. Hả? Mày học mày mới biết được chứ. Cái đó là cái cốt cách của người từ mà cái nhân cách ngôn ngữ kiêu sa, cái máu kiêu sa từ bên trong nó từ bên nó qua bao nhiêu thế hệ. Có nghĩa là từ cái thời mà có ông nội truyền vô, nó vô tình, nó vô máu mày rồi, nó bây giờ nó mới xì ra. Thời mà ngồi mà bắt đầu về chơi nhảy dây rồi cò rồi xưa rồi đó, còn nít đó, hay là ngồi chơi ăn cắn hột dưa rồi đó. Ủa, nhảy xíu là mày biết chơi nhảy dây rồi hả? Chơi hết, nhảy dây banh đũa rồi chơi hết đó. Bởi lớn mình bd nè. Từ nhỏ là mày đã phát hiện được ra rồi. Banh đũa, chơi hết. Thảy gạch nữa. Thảy gạch sao? Sáu cục, anh thảy lên mới rồi. Gạch đó hả? Mấy cái cục gạch nó nhỏ đó rồi anh thảy lên, anh chụp từng cục là bước một, xong cái bước hai là anh thảy ra, cái đầu thảy lên chụp lần hai cục xong rồi thảy ra nữa, cái đầu chụp cái là ba cục rồi còn lại hai chụp hai cục rồi xong rồi thảy ra. Là thảy gạch giống như là chơi banh đũa vậy đó hả? Đi lên từng bước là bốn cục, năm cục, sáu cục vậy đó. Rồi xong rồi anh cân là anh đẩy hết lên, cái đầu anh lật qua lật lại lật chụp còn bao nhiêu. Bây giờ mình nhắc tới bao nhiêu hột đó là tính điểm. Nếu mà đứa nào rớt xuống là bị thua đúng không? Không, tính điểm rồi rồi cái chơi đó là bao nhiêu điểm là thắng, thằng nào tới đó trước là đó thắng. Ủa sao bây giờ tao nhớ mày mãi là hồi xưa tao cũng có chơi cái trò đó hay gì á, mà sớm tao không biết coi là cái trò gì quên rồi. Thấy cả.
Tao nhớ là hồi xưa sớm tao chơi cái trò mà tao chơi cái đó rất là ngu. Là mày biết là chơi là cái gì, đánh chổng không? Đánh chổng thì nó có hai cái cây. Rồi cái mày quất cái đầu cây này lên đó, là cái đầu kia nó quay quay lên, rồi cái mày lấy mày quất giống như baseball vậy đó. Nó quất, rồi cái đó cái cây kia nó bay vòng vòng nhiều lúc nó trúng đầu người ta luôn á. Không biết cái đó. Anh chơi như là còn là xóm chỗ con trai chơi vậy. Ờ, chỗ chỗ mày chơi gái hả? Anh chơi gái không à, anh chơi đồ hàng, anh nấu bánh khọt, bánh nấu. Tao hồi xưa tao có chơi nắng con thú làm xe, đất sét luôn hả? Bi, có. Tao lấy cục đất sét về tao đổ nước vô tao nắng. Mày chơi mấy đồ con trai làm dở hả? Chơi mấy đồ mạnh bạo làm dở. Mà chơi nhảy dây mà phóng cao rồi như mấy nó là bóng được. Là chơi giỏi. Hồi xưa tao nắng ngầu lắm mấy nghe. Tao chơi cái môn nắng nó giỏi lắm á. Tao làm chiếc xe bò rồi tao bỏ trong cái lò than, tao nấu cơm á, nướng lên. Biết cái nhớ gì không? Bông vụ, biết không? Làm sao? Bông vụ nó có một cái đít gì nè, rồi ở trên nó phè ra. Xong mình quấn dây vô, xong rồi giật. Thảy nó giật lại, xong rồi vô dồ. Xong rồi nó quay vô dồ đó. Nó vô dồ là khác, vô dồ là giật dây. Vô dồ là nó nằm trong cọng dây, giật thảy lên, thảy xuống. Còn này là mình giật ra luôn, bắt đầu nó quăng. Nhưng mà nó cưa cái bông sao? Nghe, bắt đầu mình giật ra, bắt đầu nó quay đúng không? Nó có một cái thằng khác là nó phải là giật của nó ra mà nó phải hất cái đồ của mình đang quay. Thì nó thắng. Là nó thắng. Wow. Lan và anh bùng xuống North Carolina lần nữa đi, muốn ăn gì cũng có, vợ chồng em mời. Ủa nhưng mà Hằng ở đâu, cái khúc North Carolina ở chỗ nào? North Carolina nó có tới 3 thành phố lớn nhiều Việt Nam của mình mà. Mà hình như là chắc gần Tết á, khoảng chừng ngày 18 tây tháng 1 Hùng có một cái show ở Greenboro. Lúc đó Hùng sẽ được làm MC trong cái show đó. Thì nếu mà Hằng ở gần đó ráng ra chơi với Hùng nghe, poster sẽ post lên trên Facebook sớm. Có nhiều người tham gia lắm. Hình như là có anh Nguyễn Hưng. Rồi có Hạ Vi với đang ở dưới Lam với lại Duy Trường. Rồi còn có nhiều người khác, nó có DJ cái này cái nọ, nó chơi rất là vui. Nên nếu mà Hằng rảnh, nhưng mà ở Greenboro là không biết là Hằng ở thành phố nào, thì Hằng ráng chạy ra đi chơi cho nó vui, chơi show cho vui. Greenboro là chắc cách đó cũng tiếng rưỡi. Greenboro là cái chỗ mà mình... Đấy rồi, em ói ỉa đâu đó. Mình nói giúp thằng dùng cái chữ. Ói thì ói thôi chứ còn dùng cái chữ kia nữa. Rồi bây giờ quay số nữa đi. Quay số nữa đây. Rồi bây giờ tới phiên Thái bấm để quay số tặng mọi người nữa nghe. Có hát không? Thì quay trước đi, rồi hát sao? Rồi. Từ để cho nói cho mọi người nghe nha. Long ơi, Long comment lại cái link giùm anh có được không Long? Mọi người ở cái nhà đang chơi cái trò, Hùng đang chơi cái trò là quay số tặng hàng Nail X của công ty 21 Sweet. Đây là cái hộp móng Nail X của họ rất là tốt, rất là cứng. Rồi đồng thời là họ làm cái chai extension glue này, nó có mix dừa gel với lại dừa keo ở trong này, nó rất là chắc. Thì cái môn này là cái môn rất là mới, hàng mới của họ. Thì Hùng quay số để Hùng tặng. Thì cố ý là bên công ty của họ, họ muốn khoe sản phẩm của họ với mọi người đó. Trong mấy tuần rồi là Hùng gửi rất là nhiều hàng ra tặng cho mọi người. Thì rõ ràng là có nhiều người rất là mê và họ bắt đầu thích cái sản phẩm này. Thì họ đi ra ngoài supply họ mua. Nếu mà các anh chị nào ngoài supply mua không có đó, thì liên lạc với Hùng hỗ trợ cho. Ngoài ra thì các supply đang có bán hai cái mặt hàng này nghe. Và công ty này họ làm ở Rally. Hả? Ở Rally, Hằng nói ở Rally. Vậy thôi Hằng chạy xuống nha Hằng. Hứa đi xuống Greenboro chơi với Hùng ăn Tết đi. Và đồng thời đó mọi người, thì cái tip này của công ty 21 Sweet họ làm ra là họ chưa có bán, họ chỉ tặng thôi. Thì đây là cũng là cái dịp rất là hay cho những anh chị nào mà chuẩn bị đang dòm ngó về bên cái sản phẩm của móng úp á, thì mình có được cái dịp để mà mình xài những sản phẩm miễn phí như thế này rất là tốt. Chỉ cần mua chai keo này thì tặng một cái hộp như thế này. Còn ngoài ra thì họ còn có một cái line màu 288 màu rất là đẹp, chỉ có 1250 thôi, tính ra đồ khoảng chừng $4 một cặp. Nhưng nếu mà mua cái line này á thì họ sẽ tặng cho cả nhà một line móng úp. Thì một line móng úp được giá trị được sẽ khoảng chừng $500-600, bởi vì á một line móng úp nó gồm có là 15 hộp móng như thế này nè. Nó có là 5 kích cỡ, nó 5 dáng và mỗi dáng nó có 3 kích cỡ và tặng thêm 3 cái chai glue, cho nên rất là giá trị. Thì nếu cả nhà đi tìm ở ngoài supply không có thì
cả nhà có thể liên lạc với Hùng nhé. Rồi đây, bây giờ mình đi chơi, quay số đây. Có hát không? Rồi chuẩn bị bấm đây ha. Ok rồi, bấm đi Thái. Từ từ để anh sửa cái này đã. Chưa. Thêm người. Để thêm người. Để cho make sure. Đó, có thêm đó. Ừ. Trí Bùi. Không phải. Thêm trên. Ok rồi, Thái bấm nha. Rồi. Nhưng mà Hùng rất là muốn cả nhà thử mua cái set này nghen. Tại vì cái set màu này đẹp lắm. Rồi, bấm. Rồi. Số mấy? Từ từ, rồi đó, để em đi kiếm. Số đó, rồi. Để em kiếm bài hát. Rồi, bài hát kiếm đi. Để coi người này là người nào chúng ta. Ôi, bài này nó không có số. Có sao không có? Chính rồi, kỳ kiếm thôi. Từ. Số này là số của Giàu. Giàu ơi, Giàu ở St. Louis đã trúng được một cái set này rồi Giàu ơi. Hùng sẽ gửi cho Giàu nghe. Rồi. Đọc thơ thôi à. Đâu có bài nào để tao coi, tao không biết hát không? Chúc sinh. Đâu? Chúc mập. Không, có thể đọc mà đọc cái kiểu chúc sinh, chúc mọc bờ ao, chúc đứng đầu đó. Đình, chúc cũng bị sinh. Chúc sinh, chúc mọc bờ ao, em sinh, em đứng nơi nào cũng sinh. Đâu dưới sinh? Chúc sinh, chúc mọc đầu đình, em sinh, em đứng dưới sinh cũng sinh. Là con số 9, 169. Ôi, nhưng mà lô tô ta đâu có cho đọc thơ. Lô tô ta hát thôi mà, tự nhiên đọc chúc sinh chúc đứng đầu đền. Bài này sao hát? Ví dụ như là chúc sinh chúc đứng đầu đền, em sinh em đứng cái bụng trình hình phê ra. Đúng không? Rồi chúc sinh là chúc chơi gì, chúc đẹp người ta. Còn em xin thấy không, khi mà người ta không biết số á, tự nhiên cái mình lòi cả cái số cái tự nhiên ta bất ngờ là thấy không, ai cũng vui. Ok ok. Còn mình đọc đó vậy đó. Ok vậy bấm nữa đi. Bấm nữa đi, đọc số nữa đi. 169 rồi. Rồi bấm đây. Bấm nữa coi số mấy. Hồi nãy nói tên người chúng chưa? Nói rồi. Rồi có số rồi nè. Rồi 205. Trời ơi. Quên. Thôi người đó lại. Cái miệng tài lanh tài lẹt. Trâm ơi, Trâm ở Westminster, California đã được trúng rồi nha Trâm. Rồi hát đi. Cũng là thơ luôn à. Thơ làm sao? Chiếc nhiều lúc cái bài hát á. Chiếc lá trên cây nhờ mưa, lá tốt. Em nghèo em dốt, anh chẳng cười chê. Em đẹp. Ủa đâu mất rồi. Em đẹp em quê. Nó nhảy mất rồi. Em đẹp em quê. Em đẹp anh mê, anh rước về làm thiếp. Thiếp là con tiểu tam đó mày. Sao mấy con là mấy con vợ bé đó. Thiếp là vợ bé đó. Chứ nếu mà không có vợ bé thì đó là bà cả rồi. Rồi đem kiếm bài khác nha. Không có số nào. Có sao không có trời. Hát bài bà năm. Bà năm hát sao? Số năm hả? Bà năm hả? Bà năm là... Bà năm hát sao Long? Bà năm như có bài bà hai. Bài bà năm hát sao ta? Đứng trong con về. Phong. Đúng rồi đó. Đã bao lâu rồi, rồi. Bà nằm đứng trong con về. Vậy. Sớm hôm sau hè. Không, mày hát gì mới đúng. Đây nè, không phải. Đứng, đính, nín. Đã bao lâu rồi, bà nằm đứng trong con về. Sớm hôm sau hè, hàng cao úa theo niềm đau. Không phải, chưa vô. Chập trùng người đi. Chập trùng xa xa nghe đồn con về đầu làng. Lòng mừng rưng rưng mắt cười theo giọt lệ rơi. Vậy là bà năm bà cũng vô duyên đó. Bà muốn khóc mà bà còn cười cười là bà sao có chọc quê thằng con bà hay vậy. Bà năm bà bị bà đưa vô duyên. Ôi ôi tiệt. Cái đó là nó như là cười trong hạnh phúc, vừa khóc vừa cười.
ăn 10 cục cứt. Mày vô duyên quá Thái. Mày bài nhạc của ta rồi, bây giờ mày bấm nữa đi. Trò hết chuyện rồi mà đem mày. Mở lên. À đây. Ủa nói xấu chưa? Nói rồi. 205 à, rồi bây rồi. Giờ bấm nữa đi. Bấm nữa đi. Ờ quên đâu đưa coi. À chúng mày hát mà. Ừ. Rồi có số rồi đó. Số mấy? Rồi đây. Để coi người này tên gì cho chúng ta. Trời ơi Giang ơi, Giang ở Chicago, Giang đã trúng rồi Giang ơi. Lại là thơ anh ơi. Thơ làm sao? Tướng ngủ tử tư vì ngô vong mạng, chiêu quân ải nhạn bị cống sang hồ. Kim cổ lưu danh rõ người trung liệt, nữ kiệt anh hào gương đẹp biết bao. Là con 26. Là 126. 126. Là 126. Đẹp biết bao là con 26. Trời ơi mau quá. Ừ. Ăn bánh bao nó cũng ra là 126. À. Ừ. À, wow. Rồi bấm nữa đây. Để thơ không à, em kiếm nhạc. Ok bấm nữa đây, bây giờ tới phiên ta bấm. Đây. Đây Hùng bấm cho mọi người nghe. Đây bấm coi có người nào kế đây đây. Nè nó có lời bài hát đúng rồi, anh nãy em ấn vô bình thường không à. Mày đừng có làm thơ, cái giọng mày đọc thơ nó vô duyên lắm. Tại đang khàn tiếng nữa đó nè. Qua lê ơi, qua lê ở Pocola, Oklahoma, đã được trúng rồi qua ơi. Rồi số này nè. Số đó thì mình tìm được cái gì? Ủa cho mấy giờ rồi ta? Phải xuống được rồi đó. Qua wow, thực ra là ngày hôm nay sao ít có người coi quá ha. Chắc tại vì bán hàng. Hỡi người yêu em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh 79. Ủa gì đâu cũng ngủ như vậy tự nhiên đó xinh đẹp xinh tới 79 gì ta? 179. Tự nhiên đẹp sinh là 179 là sao trời. Hoa lê. Rồi cho bấm cái nữa đi. Rồi ok. Rồi đây 425. Trời ơi. 425 để tìm. Anh la làng vậy là nó mất đi cái độ mà bất ngờ. 425 của người nào 425 đây nè. Trời ơi, 425 rồi, Trang Võ ở North Carolina nghe. Trang ơi, Trang đã trúng số rồi, Trang ơi. Một trái tim khô, một trái tim mùa đông. Trời ơi, cái bài này của Đông Hồ nghe hát rất là nhẹ nhàng, mà sao mày hát gì mà. Trái tim đã nhiều lần chạy trốn tình yêu. Trước mặt anh, suốt em chỉ là người đó sao? Nên đành ôm trong một mối tình cầm 20, 25. Là... Ồ thích nghe Hùng hát, thấy chưa? Rồi, Hằng để yên đó rồi, để Hùng quay cái anh hát. Okay, quay, rồi bấm cái để cho Hùng hát, đây đây. Mà mày cứ tìm cái bài nào mà cho nó dễ nghe mày. Có rồi, có đàn bài hát không nè. Ờ ok ok. Nó một vàng rồi anh lựa. Rồi, rồi cái số đó. Rồi, rồi, đây kiếm nha. Ừ. Rồi đó anh lựa đi. Đây để tìm người đã. Rồi nãy nè, có bài này biết nè. Chưa. Chiều nay gió đông về, rồi hát đi. Chiều nay gió đông về nha. Rồi. Đâu? Chiều nay, chiều nay gió đông về. Rồi về nắng trừng trên bến. Ủa này ngựa quan á hả? Đời trời gió sương. Ở đâu phải? Về thăm cô hương, tìm bao nhớ thương. Mà sao phố phường vắng. Vắng là ra con gì? Tình sầu lạnh buốt đêm trường. Trời ơi, ta nó bị già rồi mà mày cho. Mày cho số như xíu phương nào. Biết đâu van đường van néo từ bi. Biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay. Mà tôi vẫn còn nhớ, 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 nhớ. Phút giây ban đầu 66.
tự nhiên cái đầu nó sáu sáu bảy nó không có liên quan không nhập diễn đơn á. Này mình vôi bằng âu rồi. No, đầu mà sao sáu. Này kiếm bài khác cho nè. Sáu là mày phải biết. Sáu vẫn bay bay trên biển động đi. Rồi đó vô đi. Rồi đó tao được ta hát. Ta hát là coi chuyện cái nào nó vô sáu nghe. Ok. Mưa vẫn mưa bay. Ủa mưa vẫn mưa bay hay là mưa gì? Mưa vẫn mưa bay. Mưa cho vẫn mưa bay cho đời biến động. Làm sao em biết biết đá không đau? Làm sao em biết bia đá không đau? Số 66. Chưa. Ủa chưa hả? Xin hãy cho mưa miền đất rộng. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày này sợi đá cũng có nhau. Mày nhắc cái gì? Mày nhắc lẹo sao tao biết? Ngày này sợi đá cũng có nhau. Ngày ngày hả? Ngày nay. Ngày đây. Đâu có ngày nay vậy? Ngày nay. Ngày nào? Cũng còn có nhau. 66. Tự nhiên nhau vô 6. Nó cũng ra mà. Không. Nó vô gì không có đúng. Kiếm bằng sắt luôn phải không? Để coi coi. Số 6 là ví dụ như mày ăn cháo. Số 6. Mày nói láo. Hai thì con gà đá nhau. Ừ. Một con chảy máu. Một con thì nấu cháo. 66. Nhưng mà cái con trước khi nó vô nấu cháo nó có chảy máu rồi đâu. Mà lý do tại sao mà cái con có nghĩa con... là một con chảy máu là nó bị thương thôi. Ừ. Còn con kia nó chết rồi. Nó chết luôn cho nên nó được quyền vô nồi cháo. À, con là sao, sao. Hai con gà đá nhau một con. Nhưng mà người ta hát mày. Hai con gà đá nhau. Một con thì chảy máu. Con kia vào nồi cháo. 66. Cái đó được. Wow. Hay quá anh Hùng ơi. Giống hát đúng rồi đó. Nó phải hát chứ. Uống trà. Đang bị khan tiếng này. Rồi cười 4 bữa nay. Còn đâu mà uống. Trời mày uống cũng nhiều quá ha. Ừ. Wow. Rồi đủ rồi. Không biết là hôm nay, ồ rồi bây giờ không biết có người nào mua hàng của mình không trời. Sao cái số mình bán hàng nail sao nó lộng đồng quá ha. Lên đêm. Ừ. Mình có nên đi chơi bùa không mày? Chơi bùa gì? Chơi bùa đó. Ai nói đi buôn bán cũng phải cần có bùa đấy để mà buôn may bán đắt á. Ủa em tưởng anh có bùa rồi em mới nói dữ vậy đó chứ. Cái đó bùa, cái đó là ngải nói. Ủa vậy là anh chơi ngải hả? Không. Ngải gì? Tại vì tao chẳng qua là tại vì á. Mắc tao... bổ. Không cần gái luôn. Đã bắt cái đó vô rồi là không cần gái, không cần bồ gì hết là nó cũng nói nữa. Mà nói thì nói một việc, cười xàm thì nói một việc, mà còn buôn bán nó phải có một cái vụ khác. Vu đồ. Đúng rồi đó. À vu đồ. Trish nói đúng á, là phải cần vu đồ. Mày search thử coi where I can buy vu đồ. Hey Google. Louisiana. Mày nín. Hey Google. Cái thành phố cổ gì đó. Tại nó kêu mày nín đó, rồi đó hoài á. Hey Google. Nó bị tắt pin rồi. Mày rút cái điện nó ra rồi hả? Có, còn Siri đây nè, nói. Hey Siri. Nói đi. Where I can Thấy chưa? Cái con quỷ, thấy chưa? Tao nói con Google nó còn sống. Hey Google. Nói luôn. Nghe nè. Hey Google. Where can you get some voodoo? Voodoo. I found a couple places near you. Ooh. The first one is Voodoo Donut. The second one is Voodoo Bar. I want both. I want both. I want to buy donut before I go to the bar. Voodoo Donut. Có nghĩa là ngải nó bỏ trong cái donut đó. Rồi còn cái bar là mày vô đó là mày chắc là mày khấn giái hay gì đó. Ba là vô là quẩy. Vậy là cái đó là bùa đó bùa quẩy rồi. Ừ. Thôi đâu phải là bùa làm ăn đâu. Chợ khổ ghê đi bán hàng mà không biết bán sao luôn á mọi người. Rồi xong, hết tồn. Vậy hả? Ok, vậy thôi chắc Hùng và
và Thái sẽ đi xuống kiếm cái gì ăn nha mọi người. Rồi hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chắc vài bữa Hùng làm livestream thường trực quá nên livestream nói chuyện cũng vui, gặp người này chào hỏi, người kia chào hỏi. Lên đây cái gặp được nè. Gặp được I want voodoo donut kìa. Vậy là Trish cũng đang xui lắm luôn á, muốn vô đồ luôn đó. Bye mọi người. Bye. Good life.